chương 4100, con rùa đấu đậu xanh, lăng hàn, bồi nữ chơi, hổ nữ nhảy tới, trên mặt xuân ý giạt rào, lăng hàn cười ha ha, cũng ôm kiều thê chưa trưởng thành vào ngực. Chờ mấy ngày nữa, cho người chơi với mấy đứa trẻ. Tốt tốt, hổ nữ cười hi hi. người khác đều nắm chặt thời gian tìm hiểu thế giới này, nàng lại không có chút cảm giác khẩn trương nào, dường như chỉ cần có lăng hàn là đủ. Không có dã tâm, thích thì làm, thỏa mãn trong mọi tình cảnh. Lại qua vài ngày, tất cả mọi người đều có năng lực đi lại tự do, đám người lâm lạc đã sớm tu luyện và đạt tới thông mạch cảnh đỉnh phong, chỉ cần lại đả thông trăm mạch, bọn họ có thể dùng hình thái hoàn mỹ bước vào hoán huyết cảnh. Lăng Hàn tin tưởng nhóm người đi ra đều là thiên kiêu, dù sao cũng là thiên tài khó gặp trong nguyên thế giới, mặc dù trong cơ thể của bọn họ không có nội thế giới, không có khả năng đạp vào thất biến, thất cốt, nhưng nghĩ thành tựu thiên tài tam tinh cũng không khó. Đám người thương lượng một chút, bọn người lâm lạc biểu thị tạm thời lưu tại đế đô, tinh thể này vừa khôi phục, đối những người mới như bọn họ, nó chính là nơi yên vui, chờ bước lên tiên đồ, bọn họ lại đi tới tinh thể khác cũng không muộn. Lăng Hy, Lăng Kiến Tuyết các nàng khác biểu hiện muốn lịch luyện trong thiên hải tinh trước, cũng không bồi Lăng Hàn đi kim nguyên thánh địa. Bọn họ đi làm gì, họ gieo cho có khí thế. Lăng Hàn chuẩn bị đầy đủ đan dược cho bọn họ, lại thêm tích lũy khi bán thuốc, gia sản của hắn rất phong phú, muốn cung cấp cho những người này hoàn toàn không thành vấn đề. Lại nói, thiên địa khôi phục, sinh mệnh bảo quả tầng tầng lớp lớp, chỉ ít dưới tiên đồ, các bảo dược này không chân quý, chỉ cần trả nổi tiền là có thể mua được. Đã giải quyết xong việc lớn nhất, Lăng Hàn liền quyết định xuất phát đi Kim Nguyên Thánh Địa. Lần này, hắn dự định mang theo nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu và ngõ lý, dù sao chỉ là Kim Nguyên Quả Hội, hắn sẽ không ở nơi nào thời gian dài. Đại hắc cầu quấn lấy mình, Lăng Hàn vô cùng xem trọng ngõ lý. Hắn bồi tiếp hai nữ, mang theo đại hắc cầu và ngõ lý đi tới ngoại vụ phủ. Đại hắc cẩu há to miệng, muốn nói cái gì đó nhưng chỉ kêu gâu gâu. Trong thế giới này, nó chỉ là con chó phàm, làm sao có khả năng mở miệng nói chuyện? Chí ít nó cũng phải đạt tới hoán huyết cảnh, dùng hóa hình quả, lúc này mới có thể miệng nói tiếng người, thậm chí hóa thành hình người. Mặc dù trôi qua nhiều ngày như vậy, nhưng đại hắc cẩu vẫn không quen, nó không ngừng gâu gâu gâu, hết lần này tới lần khác không nói ra lời, nó cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lăng Hàn cũng hiểu rõ ý nghĩ của nó, cười nói: có phải ngươi muốn nói ta sống rất không tồi? Đại hắc cẩu vội vàng gật đầu, linh trí của nó không cần mở ra lần nữa, bởi vì thực lực quá yếu cho nên không thể nói chuyện. Nhưng không thể nói chuyện cũng không làm khó được nó, đại hắc cẩu giơ một chân lên, dường như giơ ngón cái với lang hàn. Vẻ mặt lang hàn cổ quái, nói, ta nói, từ trong thế giới đi ra, đồ lát bằng sắt của ngươi vỡ nát rồi sao, hiện tại thứ ngươi mang là chuyện gì? Đại hắc cẩu hiện tại mặc đồ lót vải màu tím, nó vừa đi vừa lắc mông thật trướng mắt. Gâu 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 gâu, đại hắc cầu sủa liên tục, nội tâm buồn bực, Lăng Hàn miễn cưỡng có thể hiểu ý, nó nói thể phách hiện tại không thể mặc đồ lót sắt, sở dĩ chỉ có thể mặc vải, người ta cũng là cho biết xấu hổ. Về phần con chó này lấy đồ lót ở đâu ra, Lăng Hàn thật không muốn biết, luôn cảm thấy trong đó có gì đó không thích hợp. a à, Lăng Hàn, rốt cuộc ngươi cũng trở về, hiên viên định quốc đi ra, hắn nhìn sang nữ hoàng cùng hổ nữ, vẻ mặt đầy kinh diếm, cũng may hai nữ đều che mặt, hắn chỉ có thể nhìn thấy dáng người, nếu không, hắn sẽ không phải kinh diễm, mà là ngây người. Sau đó, hắn thấy đại hắc cẩu, miệng chảy nước bọt. Người bắt con chó đất ở đâu thế, thật mập, ban đêm ăn thịt chó. Đại hắc cẩu giận dữ, dám nói ăn thịt chó trước mặt cẩu ra. Còn ăn cẩu ra, nó lao ra ngoài, mở miệng cắn, cắn chết đồ lưu manh ngươi, nhả ra, nhả ra, hiên viên định quốc kêu to. Với thực lực của hắn không thể bị đại hắc cẩu cắn chúng, nhưng bị một con chó cắn ống quần việc này cũng đủ mất mặt lang hàn cười ha ha mấy ngày nay xảy ra chuyện gì không ngược lại không có chỉ có chút tin đồn nói ngươi không có tư cách tham gia kim nguyên quả hội có tiếng không có miếng không xứng danh xưng thiên kiêu đế đô hiên viên định quốc nói lang hàn cười nhạt một tiếng hắn không đặt danh tiếng trong lòng lại nói hắn không phải thiên kiêu đế đô mà là thiên kiêu trong tinh không đấy hai vị này là hiên viên định quốc lại gần nhỏ giọng hỏi, ánh mắt nhìn sang nữ hoàng và hổ nữ. "Chị dâu của ngươi?" Lăng Hàn nói, "Phi, là em dâu." Hiên Viên Định Quốc lập tức nói, sau đó vô sỉ chào hỏi hai nàng. "Lăng Hàn tiểu tử kia thật biết dấu, đến lúc này mới cho ta gặp hai em dâu, thật xem ta là người ngoài." "Là chị dâu." Nữ hoàng ngạo nghễ nói, trong lòng của nàng, trên trời dưới đất chính mình lớn nhất, Lăng Hàn không tính, đó là phu quân của nàng. Hiên Viên Định Quốc sướng sờ thầm nghĩ vì sao cô nương này cao ngạo như thế. mặc dù dung nhan nữ hoàng không hiệt, nhưng khí chàng lại kinh người, cũng đè ép hắn. phụ thân, lúc này bảy tiểu hoa nhi chạy tới, tiểu la lị đi theo sau, dáng vẻ vô cùng lười biếng, nàng ôm sắc chưa vào lòng. đại soái ca, ngươi lừa gạt hai mỹ nữ ở đâu thế? đường vân nhi nhìn nữ hoàng cùng hổ nữ, hơi kinh ngạc. mặc dù hai nữ không lộ dung nhan, nhưng dáng người quá hoàn mỹ, hơn nữa phong thái động lòng người tin tưởng tuyệt đối là đại mỹ nhân, có thể đuổi kịp nàng. Đối với tướng mạo của mình, tiểu la lị xưa nay không biết khiêm tốn. Ba, nàng ném sắc chư xuống đất, cũng chạy về phía nữ hoàng, quá đẹp, rất muốn ôm một cái. Ném sắc chư xuống đất, nó kêu thảm thiết, mặc dù không bị thương nhưng nó vẫn đau. Nhưng mà đường vân nhi cũng vổ hụt, lăng hàn kịp thời ôm lấy nữ hoàng, không cho tiểu la lị ôm nàng. Đại hắc cầu lao ra ngoài, một móng vuốt đặt lên thân sắc chư, nó nhìn sang lăng hàn và sủa gâu gâu gâu, ý tứ này quá đơn giản. Ban đêm ăn heo sữa quay, hổ nữ cũng chảy nước bọt ròng ròng. Heo sữa quay, heo sữa quay, heo sữa quay, bảy tiểu hoa nhi, lập tức thân cận với hổ nữ, đây là người đồng đạo. Heo sữa quay, heo sữa quay, các nàng cùng hô lên, ánh mắt sáng ngời, sắc chưa thầm hận, các người có thủ với heo sao, vì cái gì nhìn thấy nó đều muốn ăn heo sữa quay. Ta chọc các ngươi hay sao? Cô, nó nhìn thấy đại hắc cầu đang sủa loạn, đều do con chó hoang này đầu độc. Gâu gâu gâu, đại hắc cầu tự nhiên không cam lòng yếu thế, nó chưa bao giờ chịu thua kẻ nào, sắc chứ cũng không phải đồ tốt, tất nhiên đang mắng chính mình. Cô cô cô, gâu gâu gâu, được rồi, một heo một chó đối mặt, thật sự là tuyệt phối, mặc dù không nghe hiểu đối phương nói gì nhưng cũng có thể biết là câu chửi mắng. Trường 4101, giết vào phủ hoàng tử. Tất cả mọi người cảm thấy thú vị, cho dù là sắc chư hay đại hắc cầu, Hiển nhiên đều đã mở trí tuệ Thế nhưng bởi vì các nguyên nhân Bọn nó đều không thể mở miệng Chỉ là heo kêu chó xua Được rồi, không ăn heo sữa quay Cũng không ăn thịt chó Tùy tiện làm chút gì ăn là được rồi Lăng Hàn cười nói Bọn họ ngồi xuống Sau đó Lăng Hàn liền an bài Hắn muốn rời khỏi thiên hải tinh Chuyến đi này sẽ kéo dài nửa năm trở lên Sở dĩ nhất định phải an bài công việc thỏa đáng Bởi vì lúc trước có bích tiêu công chúa thay hắn thay chủ trì công việc Nghĩ tới đây lăng hàn cảm thấy công chúa yêu tộc rất hữu dụng ngươi lại muốn đi hiên viên định quốc kinh ngạc vị phủ chủ trước mặt quá không xứng chức thành lập ngoại vụ phủ mới bao lâu chín phần thời gian hắn đều không có mặt ở trong phủ lăng hàn gật đầu về sau chuyện trong ngoại vụ phủ sẽ giao cho ngươi ta ta làm được sao hiên viên định quốc không có tự tin không sao hiện tại các thế lực lớn đã ổn định kỳ thật ngoại vụ phủ chúng ta không có việc gì làm hơn nữa trước khi rời đi ta sẽ làm một việc bảo đảm về sau không người nào dám chọc ngoại vụ phủ lang hàn cười nói ngươi muốn làm gì đột nhiên hiên viên định quốc cảm thấy không bình tĩnh nổi lang hàn cười giết ga dọa khỉ chờ sau khi ta đánh đám người nhị hoàng tử tam hoàng tử một trận ngươi đừng làm loạn hiên viên định quốc lập tức luống cuống người muốn chọc đại họa sao thôi đi chỉ là con trai của hóa linh cảnh đánh thì thế nào đường vân nhi liếm láp kẹo sữa dáng vẻ không quan tâm bên cạnh nước bọt hổ nữ chạy ào ào, nhìn chằm chằm vào kẹo sữa trong tay nàng không chớp mắt, cũng không có chút rụt rè. Hiên viên định quốc hít khí lạnh, tại sao đám người này một người khủng bố hơn một người? Hóa linh chân quân không tính là gì, như vậy thế nào mới tính là gì? Yên tâm, yên tâm, không có việc gì. Lăng Hàn nói, hiên viên định quốc làm sao yên tâm được, hắn lại không khuyên nổi Lăng Hàn, chỉ có thể không thể làm gì. Lăng Hàn mời đám người ân tú tinh, liên thuyết dung đi sang ăn một bữa, xem như yến tiệc gặp mặt nhìn thấy nữ hoàng và hổ nữ cho dù là ân tú tinh cùng liên tuyết dung tự phụ xinh đẹp bọn họ vẫn có cảm giác tự ti mặc cảm việc này quan hệ đến hai nữ mang mạng che mặt nếu thật lộ dung mạo ra ngoài không biết sẽ tạo thành oanh động như thế nào bởi vì thực lực lăng hàn bây giờ vô cùng nhỏ yếu chỉ có thể bảo hai nàng ít xuất hiện sau khi ăn xong lăng hàn lại rời khỏi ngoại vụ phủ trực tiếp đi phủ đệ nhị hoàng tử nữ hoàng hổ nữ đại hắc cẩu tiểu la lị đám tiểu hoa nhi đều là theo mỗi người đều thích tham gia náo nhiệt, làm sao có thể bỏ lỡ. Bởi vậy, đội ngũ này vô cùng quỷ dị, có mỹ nữ, có tiểu mỹ nữ, có tiểu hoa nhi, có chó, có heo, trên đường làm người ta chố mắt nhìn. Thiên kiêu đế đô muốn làm gì? Chỉ chốc lát, Lăng Hàn đã đi tới trước phủ của nhị hoàng tử. Đường đường hoàng tử phải ở hào trạch chiếm diện tích thật lớn, vàng son lộng lẫy trước cổng có tám đại hán trông coi, dáng vẻ hung thần ác sát. Người kia, dừng bước, một đại hán rút bội đao ra một đoạn, hắn quát lăng hàn một tiếng. Lăng hàn nháy mắt, xeo, một tia sáng đánh bay tên đại hán về phía sau, ầm, cánh cửa bị phá tan. Lớn mật, bảy tên đại hán còn lại không rút đao ra, chỉ vây quanh đám người lăng hàn. Dám dương oai trước phủ nhị hoàng tử, người chán sống đúng không? Ngươi là người phương nào, xưng tên ra, bảy người nhao nhao kêu lên, có người thả tín hiệu kêu gọi giúp đỡ, người ta bằng vào ánh mắt có thể đánh bay một người, được lực, lực như vậy quá mạnh mẽ, cho dù bọn họ liên thủ cũng không địch nổi. Còn không biết mình là ai. Lăng Hàn bật cười, mấy người này quá cô lậu quả văn. Gâu gâu gâu, đại hắc cầu kêu gào, nó vừa cười vừa ôm bụng. Ý của nó là, tiểu hàn tử ngươi không phải khoe khoang sống rất tốt sao? Ngươi xem, ngay cả mấy tên trông cửa còn không biết ngươi là ai, thật quá mất mặt. Lăng Hàn cũng không xuất thủ, hắn sử dụng ý niệm. Bảy đại hán cảm thấy bị bàn tay vô hình bóp chặt bọn họ không ngừng khoa tay múa chân trên không trung vẻ mặt vô cùng sợ hãi gặp quỷ rồi sao đương nhiên không phải niệm lực của lăng hàn hiện tại cường đại hơn xưa không biết bao nhiêu lần tảng đá hai ba mươi vạn cân cũng có thể tùy tiện nhấc lên huống chi chỉ nắm bảy người hắn nhanh chân tiến vào trong phủ niệm lực ném bảy tên đại hán ra ngoài bảy người hôn mê bất tỉnh lần này hắn đến đánh nhị hoàng tử những người khác nha hắn không đặt vào mắt địch tấn công địch tấn công trong tiếng kêu gào hỗn loạn từng đội quân sĩ xuất hiện vây quanh đám người Lăng Hàn. Hừ, Lăng Hàn, người thật to gan, dám xông vào phủ đệ của cô Vương. Người thật sự cho rằng phụ hoàng ân sủng ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhị hoàng tử cũng xuất hiện, mặt mũi hắn tái mét. Hắn đường đường hoàng tử, lại bị người ta đánh vào tận phủ, đây là chuyện mất mặt cỡ nào. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Không sai, không sai, nhị hoàng tử lập tức ngây người, tiểu tử này ngu ngốc hay sao, hắn được ân sủng thế nào thì cũng là thần tử, tại sao lại dám cưỡi lên đầu của chủ nhân. Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo, hắn lành lạnh nói, sát cơ lộ ra, đây chính là lăng hàn tự mình đưa tới cửa, hắn có chém đi, Trần Phong Viêm cũng không thể nói gì hơn. Lăng hàn cười nói, mấy tên hoàng tử các ngươi, ỉ vào phía sau có người, ba phen mấy bận nhầm vào ta, cho là ta không tức giận sao. Ngươi có tức giận thì thế nào? Nhị hoàng tử xuất thủ, hắn giết lăng hàn, ngươi là bộc, chúng ta là chủ, ngươi là phàm nhân, chúng ta lại là tiên nhân, ở trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là một con run dế. Hắn lao về phía trước, đưa tay chụp đầu Lăng Hàn. Ba, Lang Hàn xuất thủ, hắn tát một cái thật vang dội. Nhị hoàng tử lao đi nhanh, hắn bị tát bay ngược về phía sau càng nhanh, ầm, vách tường sau lưng không thể đỡ lấy hắn, bức tường bị đục thủng và tiếp tục bay về phía sau. Ầm ầm ầm, hắn một hơi phá vỡ chín bức tường, lúc này mới ngừng lại, nằm trên mặt đất. Nhị hoàng tử miễn cưỡng bò dậy, gương mặt chấn kinh. Ngươi, ngươi đã đột phá tiên đồ, chỉ có một khả năng như thế, nếu không tầm bí cảnh châu bò hơn nữa, trước mặt cường giả trúc cơ cũng chỉ là cặn bã. Lăng Hàn lười biếng đứng tại chỗ, hắn dùng niệm lực hóa hình bắt lấy nhị hoàng tử, cũng kéo về phía hắn. Nếu so sánh lực lượng tuyệt đối, niệm lực tuyệt đối không có khả năng chống lại bí lực, cho dù niệm lực của Lăng Hàn cường đại hơn trúc cơ, hắn cũng chỉ có thể điều động vật nặng 50 vạn cân, còn không bằng bí lực thông mạch cảnh của hắn. Niệm lực cường đại ở chỗ vô hình, không có tốc độ hạn chế, nếu gặp phải man lực cũng bị phá như thường. Nhưng nhị hoàng tử hiện tại bị trọng thương, hắn không có khả năng phản kháng, niệm lực đủ để đối phó, hơn nữa rất phong cách đúng không? chương 4102, đánh các hoàng tử. Mấy trăm binh sĩ mở to mắt nhìn, nhị hoàng tử bị kéo từ mặt đất bay tới trước mặt lăng hàn, giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi việc. Bởi vì ngu muội vô tri bọn họ đều quỳ xuống tưởng rằng thần linh hiển thế đại hắc cầu ngẩng đầu nhìn quanh nó muốn loại cảm giác này cho nên nó hưng phấn sủa loạn nhị hoàng tử sắp đụng vào lăng hàn thì dừng lại thân thể dừng lại một cách quỷ dị lơ lửng giữa không trung tứ chi hắn co quất hắn giận dữ nhìn lăng hàn người dám đánh ta người dám đánh ta ba lăng hàn lại tát một cái tát thẳng vào mặt nhị hoàng tử nhưng lần này hắn không sử dụng lực lượng quá lớn nếu lại giống như vừa rồi, đoán chừng nhị hoàng tử sẽ chết, đến lúc đó Trần Phong Viêm khẳng định ngồi không yên. Hiện tại nha, thuốc gia giáo huấn cháu trai, Trần Phong Viêm có thể nói cái gì? Đánh chính là ngươi, ngươi không phục sao? Lang Hàn cười nói, ngươi chưa có phách lối. Nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, cho dù ngươi bước vào tiên đồ, nơi này chính là đế đô, phụ hoàng lưu lại thủ đoạn hoàn toàn có thể áp chế ngươi. Nha, Lăng Hàn gật gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy kỳ quái, Ta đã ra tay đánh ngươi, vì cái gì không có người nào đến ngăn cản ta. Đúng nha, nhị hoàng tử cảm thấy mờ mịt, lúc trước bọn họ ra tay với lăng hàn, trận linh không phải lập tức xuất hiện sao, hiện tại thế nào, đi ăn cơm. Bởi vì ta đại biểu chính nghĩa, lăng hàn nói rất nghiêm túc, gâu gâu gâu, đại hát cầu là ra hỏa cười lớn đầu tiên, lăng hàn còn đại biểu chính nghĩa. Nam nhân xấu bụng, thật buồn cười, chính nghĩa là vô địch, lăng hàn còn nói thêm, cực kỳ nghiêm túc, nhị hoàng tử sướng sờ sau đó hắn rất tức giận ngươi đang đùa ta sao còn chính nghĩa vô địch địch cái đầu ngươi ấy chính nghĩa thật vô địch người ta tu luyện làm gì nhưng cũng thật kỳ quái trận linh đâu tại sao không phản ứng Rốt cuộc ai mới là con ruột của trần phong viêm lang hàn cười ha ha hắn tiếp tục trà đạp nhị hoàng tử thẳng đến khi suýt hành hạ đối phương đến chết lúc này mới thu tay lại hắn vỗ vỗ vai nhị hoàng tử cười nói nhớ kỹ giáo huấn này về sau phải thành thành thật tập làm người tốt nếu không ta hóa thân thuốc gia chính nghĩa giáo huấn ngươi. Mặt mũi nhị hoàng tử bầm dập, hắn đã sớm không nói ra lời, chỉ có một nghi vấn, rốt cuộc mình có phải con ruột Trần Phong Viêm hay không? Có ai hãm hại con mình như thế không? Lăng Hàn rời khỏi phủ nhị hoàng tử, hắn đi về hướng phủ của tam hoàng tử, tin tức hắn ra tay đánh nhị hoàng tử cũng chuyển đi nhanh với tốc độ chóng mặt. Tất cả mọi người không tin, đầu tiên, Lăng Hàn không có lá gan lớn như vậy, thứ hai, không có thực lực mạnh như thế, thứ ba, cho dù hắn có gan và thực lực, Trần Phong Viêm sẽ không ngăn cản sao. Thật là một trò cười, ai mà tin, cho nên khi Lăng Hàn đi vào phủ tam hoàng tử, nơi này không có chút phòng bị nào. Lăng Hàn sẽ không khách khí, hắn giết vào, cũng ép tam hoàng tử đi ra. Ngươi, tam hoàng tử nhìn thấy Lăng Hàn, hắn cảm thấy kinh hãi, hắn không thể tin nổi, Lăng Hàn lại dám giết tới tận nhà hắn. Lăng Hàn cười nói, lão tam, cả kinh và không vui, người ngoài ý muốn sao? thật sự ngoài ý muốn. Tam hoàng tử trầm giọng nói, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, hắn biết đồn đại không phải giả, lang Hàn thật sự to gan lớn mật. Hắn xuất thủ trước tiên, oanh, khí thức tiên đồ bộc phát, hắn lao tới tấn công Lăng Hàn, toàn thân phát sáng, có tư thế như thiên ngoại phi tiên. Nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn có thể làm gì? Âm, Lăng Hàn xuất ra một quyền, tam hoàng tử bị đánh bay ra ngoài, căn bản không có lực hoàn thủ. Chiến lực của ta hiện tại sánh ngang chút cực cơ sao? lăng hàn sờ cầm một cái hắn tích lũy trong phàm cảnh quá hùng hậu hơn nữa xây tiên đạo cơ thạch còn bắt trước tảng đá trong tiên môn ngay cả thiên địa cũng không dung hắn hắn xây nhân cơ nhưng tuyệt đối vượt qua thiên cơ thậm chí có thể so sánh với cực đạo cơ sau khi đánh tam hoàng tử nằm trong vũng máu lăng hàn lại đi phủ đệ của tứ hoàng tử lời đồn lại nổi lên tam hoàng tử cũng bị lăng hàn đánh thảm ngay sau đó tứ hoàng tử cũng bị đánh thảm khi tin tức kia lại tuôn ra cuối cùng không có người nào cho rằng là giả lấy đâu ra nhiều lời đồn như thế lăng hàn thật nghịch thiên sao ngũ hoàng tử lục hoàng tử bát hoàng tử đều khó thoát cảnh bị đánh các hoàng tử nổi danh đều bị đánh bại chỉ có đại hoàng tử thất hoàng tử có thể may mắn thoát khỏi dù sao bọn họ không ở tinh thể này việc này làm lăng hàn cảm thấy tiếc nuối nhưng mà không sao hắn sẽ nhanh chóng đi tới kim nguyên thánh địa đến lúc đó lại đánh cũng không muộn ăn nhiều thua thiệt như thế đương nhiên các vị hoàng tử sẽ không bỏ qua nhao nhao cầu kiến trần phong viêm bọn họ lại không biết trần phong viêm bế quan ở đâu biết tố oan khuất tới nơi nào bọn họ đành phải cầu lên người mã hoàng hậu cho dù những hậu phi này cũng phải thật lâu mới gặp trần phong viêm một lần đồng thời tìm không thấy người chuyện này gây ra sóng to gió lớn trong triều các lão thần căm phẫn cho rằng lăng hàn đại nghịch bất đạo lại dám ẩu đả hoàng tử còn có quốc pháp trong mắt hay không bọn họ đều đưa ra thỉnh nguyện yêu cầu nghiêm trị lăng hàn trong chiều tạo thành thành nhất, nhưng vấn đề là, ai có thể trị được Lăng Hàn? Người này chính là thiên kiêu đế đô, hiện tại bước vào trúc cơ, chẳng những vô địch trúc nhân cơ, dường như trúc thiên cơ cũng không trị được hắn, vấn đề là, đế đô lấy đâu ra cường giả trúc cực cơ? Những tông môn kia, muốn nói uy hiếp lớn với các tông môn, người đó chính là Lăng Hàn, chiêu bài ngoại vụ phủ dùng tốt hơn không? Sở dĩ, chỉ cần Trần Phong Viêm không mở miệng, không ai làm gì được Lăng Hàn. Người châu, hiên viên định quốc vui lòng phục tùng, lăng hàn là kẻ đầu tiên sau khi đánh hoàng tử còn có thể an ổn ngồi đây hơn nữa hắn đánh không phải một hoàng tử mà là một đống lớn bởi như vậy ai còn dám chọc ngoại vụ phủ lăng hàn chỉ cười cười hắn vỗ vỗ vai hiên viên định quốc cố gắng tu luyện đi thiếu niên hy vọng thời điểm ta quay về thì ngươi đã đột phá tiên đồ nhất định hiên viên định quốc dùng sức gật đầu hắn đã giải quyết việc vặt ở nơi này lăng hàn quyết định lên đường đi tới kim nguyên thánh địa theo thường lệ tiểu la lị lấy phi toa ra nàng ngồi cùng lăng hàn, những người khác, chó và heo đều tiến vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô. Xuất phát, xeo, phi toa phá không bay vào trong vũ trụ tối tăm. Sau khi lăng hàn bước vào trúc cơ, hắn đã có được năng lực ngự khí phi hành. Nhưng muốn ngự khí phi hành cần dung nhập một phần niệm lực vào khí, Lăng Hàn còn muốn tới Kim Nguyên Thánh Địa rèn đúc mẫu kim, về sau sẽ dùng hỗn độn cực lôi làm vũ khí, hiện tại phân một bộ phận thần niệm vào khí, chẳng phải sẽ lãng phí sao. Cho nên, hắn tạm thời áp chế suy nghĩ ngự khí phi hành, quyết định lúc ra mẫu kim trước. Tiểu la lị xem tinh đồ, bắt đầu tìm kiếm tọa độ không gian, cũng tiến hành xuyên qua không gian, bằng không, dựa vào tốc độ của phi toa, không biết mất bao lâu mới có thể tới được kim nguyên thánh địa. chương 4103, Huyền Nguyệt Tinh, phi toa xuyên qua từng tiết điểm, cũng ném khoảng cách vô tận về phía sau. Dù là như thế, nửa năm sau, phi toa mới có thể đi tới huyền Nguyệt Tinh. Huyền Nguyệt Tinh là một tinh thể lớn, mặc dù chưa từng xuất hiện tổ vương nhưng đã xuất hiện mấy vị thánh nhân bởi vậy trên huyền nguyệt tinh có mấy thánh địa ví dụ như kim nguyên thánh địa xích hỏa thánh địa vô niệm thánh địa nhưng đều là quá khứ thánh địa đều không có thánh nhân tọa chấn đã sớm hóa đạo quy thiên nhưng thánh nhân dù chết thánh khí vẫn còn lưu lại có thể tồn tại thời gian rất dài sở dĩ những thánh địa vẫn cường đại người người đều tôn kính bởi vì một thánh khí cũng có thể chém giết tôn giả dễ dàng hơn nữa trong thánh địa khẳng định có lưu lại công pháp thánh nhân, chỉ cần học được một chút xíu, chiến lực sẽ nghiền ép cùng dai, tự nhiên càng làm thánh địa cao cao tại thượng. Âm, um, tiểu la lị điều khiển phi toa hạ xuống, nhưng nếu nàng điều khiển thì làm sao có thể hạ xuống an toàn. Trong va chạm rất mạnh, đường vân nhi hưng phấn hét lên. Lăng hàn im lặng, người lớn của nàng dạy nàng thế nào. Đường vân nhi thu hồi phi toa, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nàng nhìn thấy phía dưới có kiến trúc, còn tưởng rằng là tông môn nào, Kết quả đụng vào mới biết được đây là nơi bỏ hoang. Lăng Hàn thả đám người nữ hoàng ra, nửa năm qua, mọi người không thể hấp thu lực lượng thiên địa, tu vi dừng lại không tiến. Từ điểm này có thể thấy, sử dụng trận pháp trực tiếp truyền tống thật sự quá tốt, đỡ tốn thời gian công sức. Đúng dịp chính là, hiện tại mặt trời vừa mọc, vừa lúc thích hợp tu luyện. Nữ hoàng ngồi xếp bằng hấp thu lực lượng thiên địa, thôi động tu vi tăng lên. Lăng Hàn cũng không lãng phí thời gian, mặc dù công pháp Hầu Ca đã không dùng tốt như trước, nhưng chân kiến dù nhỏ nhưng vẫn là thịt, hắn không thể lãng phí. Hắn mở khiếu huyệt toàn thân ra hấp thu lực lượng thiên địa. a à, lực lượng thiên địa nơi này thật hùng hậu, lăng hàn gật đầu, không hổ là đại tinh, lực lượng thiên địa thật nồng đậm. Nhưng cũng bởi vì lực lượng thiên địa nồng đậm, muốn phi hành ở chỗ này cần chịu lực cản rất lớn, đoán chừng trong 10 chút cơ nhiều lắm chỉ có một người ngự khí phi hành. Hơn nữa, mặt đất cũng cứng rắn hơn thiên hải tinh rất nhiều, không phải dễ dàng phá hư như vậy. Lại nói, nơi này xuất hiện vài vị thánh nhân, tất nhiên sẽ tiến hành gia cố tinh thể. Hắn đang cần gấp công pháp cấp bậc tiên đồ, nhưng ai tùy tiện truyền thụ công pháp cho hắn chứ? Nói tới gấp nhất chính là đại hắc cẩu, bởi vì nó là gia hỏa lắm lời, một phút không nói lời nào đã khó chịu, huống chi đã hơn nửa năm, cũng chỉ có thể gâu gâu gâu. Nó nhất định phải mau chóng tu đến hoán huyết cảnh, bằng không, cho dù sử dụng hóa hình quả cũng không thể nói chuyện. Sau khi đám người tu luyện xong, Lăng Hàn liền mang theo đoàn người xuất phát, bọn họ vẫn chưa quen thuộc tình huống huyền nguyệt tinh, làm sao biết kim nguyên thánh điện nằm ở đâu. Đám người tiến vào trong hồ lô, lăng hàn phát động thân pháp, tốc độ đã vượt qua 20 lần vận tốc âm thanh, nếu phát động chỉ xích thiên nhai, hắn đi càng nhanh hơn, mặc dù tiêu hai bí lực rất lớn nhưng nội tình lăng hàn hùng hậu bao nhiêu. Nếu không phải thể phách của hắn theo không kịp, hắn có thể chạy 5 canh giờ. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, Lăng Hàn đã tới một chấn nhỏ. Hắn thả đám người ra, đám người tiến vào một khách sạn, vừa nghỉ ngơi vừa tìm hiểu tin tức. Rất nhanh, Lăng Hàn nắm giữ tư liệu sơ bộ, nơi này là ảnh ma Chấn, có tên này là vì Chấn nhỏ nằm gần ảnh ma sơn, nơi này còn là thế lực phụ thuộc vào Kim Nguyên Thánh địa. Nhưng mỗi thánh địa đều từng có thời điểm rất mạnh, bởi vậy, thậm chí lãnh thổ Kim Nguyên Thánh địa còn lớn hơn cả thiên hải tinh, nơi này chính là khu vực bên ngoài của Kim Nguyên Thánh địa. Kim Nguyên Quả hội là một lần thịnh hội của Kim Nguyên Thánh địa, 20 năm mới mở ra một lần, bởi vậy, cư dân khu vực xa xôi làm sao biết được Người Huyền Nguyệt Tinh làm sao tham gia thịnh hội này? Đơn giản, chỉ cần đi vào lãnh địa Kim Nguyên Thánh địa, thông qua từng tầng khảo nghiệm là có thể thu được tư cách. Khảo nghiệm là gì? Bên trong Kim Nguyên Thánh địa có 9 tầng tháp, phân biệt thành 3 cấp bậc Hắc Thiết, Bạch Ngân, Hoàng Kim, chỉ cần phân biệt thông qua 9 tầng tháp của 3 loại này, như vậy sẽ có tư cách tiến vào Kim Nguyên Thánh địa. Trên thực tế, đại hoàng tử cũng chỉ đạt được tư cách Kim Nguyên Thánh địa, cũng không được ban tư cách trực tiếp tham gia Kim Nguyên Quả hội. Đối với Lăng Hàn chỉ cần đả thông ba tháp, hắn sẽ đứng chung nước thang với đám người đại hoàng tử, Hồng Thiên Bộ. Đúng dịp chính là, trên ảnh Ma Sơn có một tòa tháp 9 tầng, là cấp hắc thiết. Chỉ có thông qua 9 tầng tháp cấp hắc thiết mới có thể đi vào 9 tầng tháp cấp bạch ngân, sau đó mới có tư cách đi vào 9 tầng tháp cấp hoàng kim, nghe nói, nếu thời gian thông qua 9 tầng tháp đủ ngắn, còn có thể đạt được ban thưởng là công pháp hoặc kỹ pháp. Tim Lăng Hàn đập thình thịch, mặc dù khen thưởng như vậy không phải đồ tốt, nhưng có công pháp là tốt rồi. Rất tốt, sau khi ăn xong, Lăng Hàn dẫn đám người đi lên ảnh Ma Sơn. Ảnh Ma Sơn rất lớn, nữ hoàng, hổ nữ cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, đi không bao lâu liền thở hồng hộc, nhưng các nàng xem việc này là phương pháp rèn luyện, đi đến khi thoát lực mới chịu tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Tiểu La Lị, Đại Hắc Cẩu, sắc chưa rất lười biếng, bọn họ đi theo vào, chỉ có bảy tiểu hoa nhi bồi tiếp Lăng Hàn. Hơn nửa canh giờ, Lăng Hàn đi tới đỉnh núi, nhìn thấy trên đỉnh có một tòa tháp đen, tổng cộng có 9 tầng, không cửa sổ. Dưới chân tháp rất náo nhiệt, có rất nhiều người đang xếp hàng. 9 tầng tháp, một lần chỉ cho phép một người vào thí luyện. Lăng Hàn không vội, hắn ngồi xếp bằng chờ đợi, vẫn còn thời gian mấy tháng mới đến Kim Nguyên Quả Hội. Hiện tại hắn bước vào tiên đồ, hắn đã có tư cách nghiên cứu trận pháp tiên cấp, hắn không lãng phí thời gian nửa năm trong tinh không, hắn luôn tìm hiểu trận đạo bảo điển. Khó trách lúc trước hắn không thể quan sát trận pháp tiên cấp, bởi vì trận pháp tiên cấp cần rất nhiều niệm lực, ví dụ như hắn đang đứng trong khu vực bình thường nhưng trận pháp đại sư chỉ cần đạp chân xuống một cái cũng có thể cải biến địa thế hình thành sát trận nhất niệm thành trận như vậy mới là đại sư đương nhiên có một ít khu vực có lực lượng thiên địa quá cường đại cho dù là trận pháp đại sư cũng không có khả năng cải biến bằng ý niệm hắn cần phải có trận cơ hơn nữa yêu cầu vật liệu rất hà khắc lang hàn có được vài khối vật liệu nhất tinh nhưng hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn nắm giữ trận pháp cũng không có biện pháp hình thành trận cơ từng trận văn sôi trào trong thức hải lăng hàn biến hóa đạt tới cực điểm trận văn là chết nhưng thiên địa đại thế lại sống nếu chỉ học trận văn cũng vô dụng phải học một suy ra ba trận pháp là môn học vấn bác đại tinh thâm chỉ một loại phù văn đã có vô số biến hóa đủ làm ngươi dốc tinh lực cả đời nghiên cứu nhưng lăng hàn khác biệt hắn có ngõ lý có thể hỗ trợ thôi diễn biến hóa vào lúc hắn suy nghĩ nhập thần đột nhiên nghe thấy đám người ồn ào lưu chính long leo lên tầng thứ tám chương 4104, sập tháp, chỉ cần trong tháp có người, như vậy tầng đối ứng sẽ sáng lên. Tầng tháp thứ 7 sáng lên thật lâu, hiện tại tầng thứ 8 cũng sáng lên, nói rõ có người xông qua tầng 8. Không hổ là Lưu Chính Long, không biết có thể tiến thêm một bước hay không, nếu có thể đạt tới tầng thứ 9, thậm chí thông qua, như thế hắn có tư chất cấp hắc thiết. Mặc dù tư cách cấp hắc thiết còn chưa đủ tư cách bái vào thánh địa, nhưng muốn vào tông môn sinh đan cảnh thậm chí chân ngã cảnh lại không khó khăn gì. Đây là cơ hội cá chép hóa rồng thật sự hâm mộ tất cả mọi người nghị luận với nhau thật nhiều người không che giấu vẻ mặt ghen ghét của mình Lăng Hàn kinh ngạc bái nhập tông môn sinh đan cảnh hoặc là chân ngã cảnh thì có gì mà hâm mộ a à, hắn nhanh chóng hiểu ra nơi này cũng không phải là thiên Hải tinh hoàn cảnh võ đạo nơi này đã phát triển và ổn định tiền đồ cửu dai mỗi một giai đều có cấp độ rõ ràng đẳng cấp xâm Nghiêm sinh đan cảnh là cạn bá trước mặt chân ngã cảnh cho nên đối với người tu vi trúc cơ cảnh có thể bái vào tông môn sinh đan cảnh là chuyện vinh hạnh, chỉ cần cảm thấy thực lực của mình có tiến bộ, tất cả mọi người sẽ đi tới 9 tầng tháp tiến hành thí luyện. Nhưng nếu tiến vào 9 tầng tháp và khiêu chiến thất bại, kẻ đó không được khiêu chiến trong thời gian nửa năm, không đến mức làm người ta trầm mê trong khiêu chiến. Nhưng Lưu Chính Long chẳng những không thể thông qua 9 tầng tháp, hắn còn không có tư cách bước vào tầng thứ 9, ánh sáng tầng thứ 8 đã tắt, đáy tháp mở ra, một người dáng vẻ chật vật xuất hiện. Đáng tiếc, Lưu Chính Long vẫn thất bại, ai Muốn đạt được tư chất hắc thiết đã khó như vậy, thật sự không có thể tưởng tượng những thiên tài nhất tinh cường đại thế nào. Ha ha, nếu ngươi là thiên tài nhất tinh, ngươi đã có tư cách bái vào thánh địa. Kỳ thật, nếu thật là thiên tài nhất tinh, đi môn phái nhỏ sẽ tốt hơn một chút, có thể nhận được xem trọng nhiều hơn. Có câu nói thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Sai sai sai, cho dù làm đệ tử bình thường trong thánh địa cũng có lực lượng hơn cả làm đạo tử tông môn khác. Đám người nói ra cái nhìn của nhau. Thiên tài nhất tinh mà thôi, có gì khó khăn chứ?" Lăng Hàn suy nghĩ lại một chút, lúc trước khi còn ở Đế Đô, đại hoàng tử Hồng Thiên Bộ có thể xưng là thiên tài nhất tinh, Bích Tiêu công chúa được hầu ca mở ra huyết mạch mới trở thành thiên tài nhất tinh. Như vậy so sánh ra, thiên tài nhất tinh rất hiếm thấy, khó trách có thể bị thánh địa trực tiếp thu làm đệ tử. Hắn vốn cho rằng Kim Nguyên Thánh Địa bày điều kiện quá thấp, chỉ cần là thiên tài nhất tinh đều có thể tiến vào thánh địa. Bây giờ suy nghĩ một chút, sở dĩ lúc ấy nhiều người như vậy hoàn toàn là vì có quá nhiều người đến từ bên ngoài, những kẻ này là truyền nhân, hậu nhân của thế lực cấp giáo chủ, cho nên bọn họ rất châu bò. Mặc dù Lưu Chính Long vượt quan thất bại, hắn vẫn được đám người bao vây, có thể leo lên 8 tầng tháp đã rất bất phàm, đáng giá kết giao. Trong thời gian ngắn, không có ai xông tháp, dù sao thực lực không bằng Lưu Chính Long, không cần thiết tiến vào tham gia náo nhiệt, khẳng định sẽ bị áp chế, hơn nữa không thể khiêu chiến trong thời gian nửa năm, còn không bằng chờ thực lực mạnh hơn lại tới nơi này không ai sao, các ngươi chờ ở đây. Lăng Hàn nói với bảy tiểu hoa nhi, chỉ cần lũ tiểu gia hỏa trưởng thành bình thường sẽ tự gia tăng tu vi, vào hai tháng trước, thời điểm còn ở trong tinh không, các nàng đã tiến vào tiên đồ. Không có thiên kiếp khảo vấn, dường như các nàng vốn chính là chúc cơ cảnh, hiện tại chỉ tu luyện lại từ đầu mà thôi. Với thực lực bảy tiểu hoa nhi, không có Lăng Hàn bảo vệ cũng không có việc gì, Lăng Hàn còn lo lắng các nàng sẽ đánh ai đó tàn phế hay không. Vâng, phụ thân, bảy tiểu hoa nhi lên tiếng, bởi vì bước vào tiên đồ, lục hoa cũng có thể khống chế mình có hiện hình hay không, rốt cuộc không cần lại làm người tàng hình, luôn luôn bị xem nhẹ. Lăng Hàn cất bước, hắn vừa mới đi vài bước, xèo, một bóng người bay qua bầu trời và đáp xuống cửa tháp. Ngự khí phi hành, tất cả mọi người là kinh hô, muốn ngự khí phi hành trên huyền nguyệt tinh, trong người chúc cơ cảnh, nhiều nhất chỉ có một người làm được, bởi vì không phải người nào cũng làm được cho nên mới kinh động mọi người. Người đến là thanh niên chừng 25 tuổi, hắn thu hồi tiên kiếm, vẻ mặt đầy cao ngạo và khinh thường nhìn đám người chung quanh. T, hắn là Hàn Càn, cái gì, tử phương tông Hàn Càn, hắn vốn là thiên tài, không nghĩ tới vừa bước vào trúc cơ đã có thể ngự khí phi hành. Có người nhận ra người này, sau khi nói xong, đám người nghị luận liên tục. Lăng Hàn cao mày, hắn cũng mặc kệ người này có lai lịch gì, nhưng đến sau còn muốn chen lên trước là không được. Đến sau thì xếp hàng đi, hắn không vui nói, Hàn Càn sững sờ, hắn bước vào tiên đồ chưa bao lâu, hơn nữa vừa mới học xong ngự khí phi hành, đang lúc đắc chí nhất, cho rằng Tuấn Kiệt trong thiên hạ không là cái gì, lòng tự tin bành trướng đến cực điểm. Nhưng bây giờ, lại có có người dám bảo hắn đi xếp hàng. Ha ha, hắn cười lạnh, nói, thật không biết nói chuyện. Thứ nhất, người căn bản không có khả năng thông qua 9 tầng tháp khảo nghiệp. Thứ hai, người có tư cách gì ra lệnh cho ta. Hàn can, người quá mức, một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người nhìn theo hướng người nói chuyện, hôm nay là ngày gì, trước có lăng hàn, sau có người khác, là kẻ nào dám nhảy ra khiêu chiến hàn càn. Đó là một nam tử trung niên, dáng người thon dài, trên lưng còn vác một cây cung lớn. Thợ săn hồ an, có người kinh hô, nghe được cái tên này, cho dù là hàn càn cũng kiêng kỵ. Hồ An chính là trúc cơ cảnh uy tín lâu năm, nghe nói đã xây thành thiên đạo cơ thạch, mạnh mẽ hơn xa hắn. Tới trước tới sau, đây là quy củ tối thiểu, chẳng lẽ người còn không hiểu việc này sao? Hồ An từ tốn nói. Hồ huynh dậy phải, hàn can siết chặt lấy song quyền, hắn áp chế lửa giận trong lòng. Phó đạo giới rất hiện thực, ai thực lực mạnh thì người đó có quyền nói chuyện. Hắn ngoan ngoãn lui xuống, không có cậy mạnh, lang hàn gật đầu với hồ an, đầu năm nay đã ít có người dám đứng ra bênh vực lẽ phải, mặc dù hắn có thể dùng một quyền đánh chết hàn can, nhưng thấy có người đứng ra nói lời đạo, nội tâm hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Hắn nhanh chân tiến vào trong tháp, cửa lớn lập tức đóng lại. Đây là một cái không gian biệt kín nhưng không âm u, có một nguồn sáng bí ẩn chiếu sáng nơi đây, trong tháp không có khu vực bóng tối. Không gian không nhỏ, nó có hình tròn, bán kính nằm trong khoảng 3 trượng, chỉ cao hơn 5 trượng, vách tường bốn phía giống như hắc thiết tạo thành, tỏa ra ánh sáng kim loại. Ông, hai mắt người hắc thiết sáng lên, cũng sinh ra khí tức cường đại. a à, thứ này có thể là một thiết nhân trúc cơ cảnh, có điểm giống chiến tranh cự tượng, nhưng chiến tranh tượng còn lợi hại hơn nó rất nhiều. Lăng Hàn tùy ý điểm một cái, ba, thiết nhân bị đánh ra ngoài, Nặng nề đâm vào vách tường và trượt xuống. Chương 4105, Đại Nhật Liên Hoa Quyết. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn chỉ điểm một chỉ nhưng thiết nhân không vỡ nát. Đây là tài liệu gì đúc thành, rất mạnh. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, một loạt bậc thang lại xuất hiện. Tốt, nếu thiết nhân bị làm hỏng dễ dàng, Kim Nguyên Thánh Địa cần hao phí thời gian cho người tới bảo trì hay sao? Phải biết rằng, cũng không chỉ có một tòa hắc thiết tháp. Hơn nữa thiết nhân có năng lực tự lành rất mạnh. Lăng Hàn bước lên lầu 2, hắn vừa đi tới nơi này, nơi đây lại là một thiết nhân. Có người ngoài xâm lấn, thiết nhân lập tức khôi phục và công kích Lăng Hàn. Ba, Lăng Hàn lại đánh bay thiết nhân cực nhanh, hắn tiếp tục đi lên, đi tới lầu 3, lại đi lầu 4, lầu 5, tất cả đều là một kích giải quyết. Bên ngoài, nhìn thấy hắc thiết tháp không ngừng sáng lên, tất cả mọi người chấn kinh, tốc độ như vậy cũng quá nhanh, giống như đang đi dạo chơi. Gia hỏa này mạnh như thế, thiên tài có thể sắp xuất hiện một thiên tài cấp hắc thiết, tất cả mọi người kinh hô, tại địa phương nhỏ như bọn họ, có lẽ sắp xuất hiện thiên tài thông qua 9 tầng đã là chuyện khó lường. Hàn Càn cười lạnh, hắn cũng có thể làm được, khảo nghiệm 9 tầng hắc tháp khó khăn, nhưng chỉ cần thực lực đủ cường đại là có thể dễ dàng thông qua 8 tầng trước. Tầng thứ 5, đến tầng thứ 6, thật nhanh, đến tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, qua một lúc, Lăng Hàn đã đi tới tầng thứ 9. Hắn không ngừng đánh bại thiết nhân chúng vừa xông lên đã bị Lăng Hàn đánh ngã. Ba, một quyển sách rơi từ trên cao xuống đất, ban thưởng, Lăng Hàn cầm quyển sách lên xem, vừa nhìn, trên đó viết năm chữ, Đại Nhật Liên Hoa Quyết. Hắn lật một phen, lúc này rất vui mừng, đây chính là một môn công pháp. Ha ha, đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh, hắn hiện tại đang cần công pháp tu luyện. Lăng Hàn ngồi xuống, hắn lật bản Đại Nhật Liên Hoa Quyết ra xem. Hắn nhanh chóng hiểu rõ công pháp, đáng tiếc, bây giờ không phải là lúc mặt trời mọc, không thể tu luyện. hắn chỉ hiếu kỳ nhưng lại tự động vận chuyển tu vi theo công pháp. lúc này mặt trời bị cụ thể hỏa trước mặt và hắn hấp thu lực lượng thiên địa hội tụ vào người hắn. a à, vì cái gì hiện tại không phải lúc mặt trời mọc lại có thể tu luyện. thật chậm. lang hàn nói thầm trong nội tâm tốc độ này không khác gì công pháp hầu ca hấp thu lực lượng thiên địa. lúc này còn có hiệu suất như thế, lúc sáng sớm sẽ có hiệu quả như thế nào? quả nhiên có một bộ công pháp thích hợp hay không? việc này quá trọng yếu. Đại Nhật Liên Hoa Quyết có độ dài rất ngắn, chỉ đối ứng với chút cơ cảnh, thiếu khuyết chú đỉnh và phần sau, nhưng Lăng Hàn cũng không để ý, hắn hiện tại cần một công pháp đẹp, ngày sau khẳng định sẽ tìm công pháp thượng thừa bù đắp. Nếu như đây là ban thưởng, hơn nữa chỉ là ban thưởng thông qua hắc thiết tháp, như vậy sẽ có chỗ tốt lớn hơn. Lăng Hàn đứng dậy, hắn đi xuống lầu một, nhìn thấy trong tay xuất hiện một ấn ký, nó lóe lên rồi biến mất, dùng mắt thường sẽ không nhìn thấy. Việc này nói rõ hắn đã thông qua hắc thiết tháp sao? Lăng Hàn đẩy cửa ra tháp, cất bước đi ra ngoài. Thông qua hay không, thời gian lâu như vậy, quá sức, ta đoán thông qua, dù sao hắn đánh 8 tầng trước nhanh như thế cơ mà. Vậy thì không nhất định, có lẽ hắn xông lên quá nhanh, từ đó hao hết nguyên lực, sau đó bị đánh bại cũng không kỳ lạ. Tất cả mọi người bàn luận khe khẽ, Hàn Căn thì cười lạnh, không quản Lăng Hàn có thông qua hay không, hắn tiêu tốn thời gian thực sự quá dài, tuyệt đối không mạnh hơn mình. Tiểu tử, nhìn xem ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thiên tài hắn tiến vào hắc thiết tháp lang hàn đạt được môn công pháp này tâm tình đang tốt hắn làm sao quan tâm tới đối phương trực tiếp rời đi nếu đã thông qua thí luyện hắc thiết tháp hắn cũng nên tiếp tục đi tới bạch ngân tháp hắn đi tìm đám tiểu hoa nhi lại ngoài ý muốn phát hiện bảy tiểu hoa nhi đang chơi đùa với hồ an còn cười nói rất vui vẻ kết giao bạn mới sao hắn cười nói phụ thân vị đại thúc này rất thú vị đại hoa cười nói ta cười đau bụng quá, lục hoa ôm bụng cười, tam hoa cao ngạo nói, ấu chỉ, tiểu huynh đệ, hàn ra ngay dưới núi, không bằng đo qua ngồi một chút. Hôm nay cũng đã muộn rồi, nên tới chỗ ta qua đêm. Hồ An chủ động phát ra lời mời, lăng hàn rất thưởng thức tính cách đứng ra bênh vực lẽ phải của hắn, liền gật đầu. Làm phiền, hai người dẫn theo một đám tiểu hoa nhi xuống núi, nhìn thấy bảy tiểu hoa nhi tinh lực dồi dào, Hồ An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hồ An có một trang viên nhỏ dưới núi, chiếm diện tích chừng 3-4 mẫu, phòng xá liền nhau, hòn non bộ, dòng suối nhỏ, cảnh tượng rất u nhã. Hồ Huynh là người tao nhã, Lăng Hàn khen, nào có, nào có. Hồ An cười to, trên mặt lại hưởng thụ. Hắn là mời tám người Lăng Hàn ăn bữa tối, bởi vì dính đến bí mật dưỡng nguyên hồ lô, Lăng Hàn cũng không có khả năng thả đám người nữ hoàng ra ngoài, không có việc gì, cùng lắm thì đóng gói đồ ăn cho bọn họ. Đến, uống rượu, Hồ An rất nhiệt tình, liên tiếp mời lăng hàn uống rượu sau khi ăn uống xong lăng hàn cũng biết hồ an vốn là một thợ săn nhưng dưới cơ duyên xảo hợp đạt được kỳ ngộ từ đó hắn tiến vào con đường tu hành võ đạo còn bước qua tiên môn trở thành cường giả trúc cơ nhưng tập tính khó sửa đổi hồ an vẫn ưa thích làm thợ săn hắn lại định cư tại ảnh ma sơn thỉnh thoảng sẽ lên núi săn bắn đương nhiên hiện tại hắn không phải giã thú phổ thông mà là yêu thú cường đại có linh trí uống xong hồ an lắc lắc bầu rượu phân phó hạ nhân, lấy rượu ra đây, lang hàn khoát tay áo. Không cần đâu, lại uống một bình, ha ha, lại uống một bình. Hồ An cười nói, lang hàn không khuyên nổi, liền gật đầu. Rượu đưa lên, Hồ An rót đầy cho lang hàn, hắn lại rót cho mình một chén. Đến, uống, lang hàn bưng chén rượu lên, lúc đưa đến bên miệng thì dừng lại. Thế nào, không thắng tử lực rồi. Hồ An hỏi, lang hàn lắc đầu, rượu này không thể uống. Vì sao, Hồ An kinh ngạc, có độc, lang Hàn thản nhiên nói. Hồ An sững sờ, sau đó cười to, lang huynh đệ, ngươi đang nói đùa với ta sao?" "Ta không nói đùa." lang Hàn lắc đầu, Hồ An lúc này mới cau mày, "Ngươi xác định, xác định." Hồ An gật gật đầu, nói, "Liễu Thất, ngươi đến đây." Chi, cửa phòng mở ra, một tên tôi tớ đi tới, hắn không người với Hồ An. "Chủ nhân, có gì phân phó?" "Trong rượu này có độc, ngươi cũng đã biết." Hồ An từ tốn nói, giọng nói rất lạnh, "Ba Tên tôi tớ quỳ xuống, đầu đầy mồ hôi lạnh. Ta không xử bạc với ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, hừ. Hồ An vung tay lên, hắn đánh vào đầu tên hạ nhân, ba, tên hạ nhân kia ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mạng. Chương 4106, ác ma ăn thịt người. Đã giải quyết xong, Lăng Hàn nhìn Hồ An, nội tâm nghi hoặc, ngươi không hiếu kỳ tại sao đối phương hạ độc sao? Ai? Hồ An thở dài, nói, những người ở nơi đây đều là kẻ dính đầy máu tươi ta bắt bọn họ về là muốn bọn họ tu thân dưỡng tính, thay đổi triệt để, không nghĩ tới người này ghi hận trong lòng. Lang Hàn cười nói, Hồ Huynh thật trạch tâm nhân hậu, tại hạ bội phục. Không dám nhận, Hồ An lắc đầu, nói, xem ra, những người này vẫn thiếu quản giáo, về sau ta chắc chắn càng nghiêm ngặt hơn. Phát sinh sự kiện rượu độc, bọn họ không có tâm tình ăn uống, Hồ An dẫn bọn họ đi phòng khách. Phụ thân, người thực sự tin tưởng Hồ Tử Đại Thúc. Lục Hoa hỏi, Lăng Hàn lắc đầu không tin, vậy tại sao không vạch trần hắn? Đại Hoa cũng hỏi, chúng ta có chứng cứ sao? Lăng Hàn cười nói, hơn nữa, hiện tại ta hoài nghi, vạn nhất đúng như hắn nói, như vậy chẳng phải lúng túng. Nha, bầy tiểu Hoa Nhi gật đầu, nếu như hắn thực sự không có hảo ý, một kế không thành sẽ có kế thứ hai, chờ hắn lộ nguyên hình là được. Lăng Hàn nói, kỳ thật hắn không hy vọng Hồ An là người xấu, dù sao người tốt quá ít. Bọn họ nghỉ ngơi, nhưng Lăng Hàn ngủ không được, hắn nằm trên giường nghiên cứu trận pháp trận pháp bác đại tinh thâm cho dù hắn dốc hết tâm huyết cũng không thể cảm giác được gì lang hàn cảm thấy hắn còn chưa nắm giữ bí quyết nếu không mặc dù trận pháp nhất đạo biến hóa ngàn vạn nhưng không đến mức khó nắm giữ như vậy chí ít cũng có thể nhập môn hả lang hàn thở dài hắn thật tâm cho rằng mình hiểu lầm hồ an đối phương cũng không phải ác nhân như hắn suy nghĩ trên thực tế hắn thất vọng rồi hắn nhìn thấy một hốc tối mở ra một đám sương mù phun ra ngoài nếu như hắn và đám tiểu hoa nhi đều ngủ say, vô cùng khả năng không phát hiện ra, dù sao chút cơ cảnh cũng không phải thần không gì không làm được, Lăng Hàn đã nổi lên hoài nghi, hắn làm sao không phòng bị. Hắn không phát tác, mà là nhắm mắt lại, chỉ xem như chúng chiêu. Một lát sau, cửa phòng mở ra, một người đi tới, dáng ngòn thon gầy, ánh trăng chiếu xuống tạo thành cái bóng dài. Hồ An đi đến, sắc mặt của hắn ửng hồng, giống như hắn đang hưng phấn cực độ. Người biết, ta hy vọng người tiến vào không phải là ngươi thế nào hay không? Đột nhiên Lăng Hàn hỏi, sau đó hắn ngồi dậy, Hồ An giật mình, cũng làm ra tư thế phòng ngự, hắn lại thả lỏng và nói. Ngươi đã sớm đề phòng ta, ngươi cảm thấy, ta kém chút uống một chén rượu độc, ta có thể an tâm ngủ say hay sao? Lăng Hàn hỏi lại, không nên, Hồ An lắc đầu, hắn lại cười nói, nhưng ta có chút không hiểu, vì cái gì ngươi không sớm phát tác, còn cố ý làm như chúng độc, dẫn ta xuất hiện. Bởi vì, ta hy vọng người này không phải ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Hồ An im lặng một lát, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Đáng tiếc, làm ngươi thất vọng. Vì cái gì? Lăng Hàn hỏi. Trước kia ngươi còn bênh vực lẽ phải, bây giờ lại muốn hại người, thật mâu thuẫn. Mọi thứ nhất định phải hợp lý hay sao? Hồ An nói, ngươi cho ta giải thích hợp lý, thời điểm ta động thủ sẽ dứt khoát, cho ngươi được thống khoái. Lăng Hàn nói, ha ha ha, Hồ An cười to, nói. Ngươi chỉ xây nhân đạo cơ, ta đã xây thiên đạo cơ, người trẻ tuổi, người cho rằng thông qua 9 tầng tháp là mình rất mạnh hay sao? Hắn xây thiên cơ, cấp độ sinh mệnh vượt qua lang hàn, từ đó hắn có thể phán định tu vi mạnh yếu, hắn là trúc thiên cơ, lang hàn chỉ có thể là trúc nhân cơ. Lang hàn chỉ nhìn đối phương, cũng không nói lời nào. Tốt rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Hồ An tìm cái ghế dựa và ngồi xuống. Ta ra mặt vì ngươi, từ đó mượn cơ hội tiếp cận ngươi và bảy tiểu hài tử hắn dừng một chút, lại nói, ta cho ngươi biết một bí mật, trước kia khi ta còn là phàm nhân, đã từng cùng đồng bạn bị nhốt trong núi tuyết, gió lạnh cắt đứt làn da chúng ta, chúng ta bị nhốt đến ngày thứ 9, thật sự đói khát khó nhịn. Sau đó chúng ta đánh nhau, đều muốn giết đối phương. Bởi vì, đây chính là đồ ăn quý giá, kết cục tự nhiên không cần ta nói chứ, từ sau lần đó, ta liền say mê thịt người, chỉ cảm thấy đó là vị ngon nhất thế gian, cho dù ta bước vào tiên đồ, chỉ cần hấp thu lực lượng thiên địa là không chết đói, chết khát, nhưng ta vẫn ăn thịt người. Thế là, ta định cư tại nơi đây, sau đó thèm thịt lên đi lên ảnh ma sơn, luôn có vài đứa ngu theo ta trở về. Nói cho người biết, thịt võ giả ngon hơn thịt phàm nhân, sau khi bước lên tiên đồ, trong thịt còn mang theo hương vị thơm ngon, còn có thể trợ giúp tu hành. Ta có thể nhanh chóng trở thành trúc thiên cơ, trong đó có một nửa công lao nhờ vào thịt người. Đúng rồi, thịt tiểu hài tử càng thơm, cho nên ta mới để mắt tới ngươi sau khi hồ an nói xong hắn nhìn lăng hàn dường như đang thưởng thức sợ hãi trong mắt lăng hàn dưới sợ hãi tử vong cơ bắp sẽ càng có hương vị đặc thù nhưng làm hắn thất vọng là lăng hàn rất bình tĩnh hoàn toàn không có chút dao động nào việc này cũng vượt qua dự kiến của hắn lăng hàn phản ứng quá không bình thường lăng hàn dùng ngón tay gõ gõ bàn ngươi đáng chết thật nhiều người bị ta giết chết đều nói như thế hồ an nhún vai nói nhưng đến cuối cùng đều bị ta ăn thịt Lăng Hàn bộc phát một tia kinh lực đánh về phía Hồ An. Chúc nhân cơ mà thôi. Hồ An cười lạnh, nói. Tiểu tử, người mới vừa vào tiên đồ, tất cả nhận biết còn dừng lại ở phàm cảnh. Nói cho người biết, thiên tài nhất tinh có thể vô địch trong chúc nhân cơ, thiên tài nhị tinh miễn cưỡng có thể địch lại chúc thiên cơ sơ kỳ, thiên tài tam tinh có thể chiến chúc thiên cơ đỉnh phong. Mà ta, chính là chúc thiên cơ đỉnh phong. Hắn tùy ý đánh ra một trường ngăn cản kinh lực, người có thể là thiên tài tam tinh sao? Đương nhiên không có khả năng, nếu thật là thiên tài Tam Tinh đã sớm bị thánh địa xem như bảo bối, tiếp dẫn làm đệ tử thân truyền. Ba, hai đạo kinh lực va chạm vào nhau, bỗng nhiên lực lượng Hồ An vỡ nát, kinh lực của Lăng Hàn đánh tới Hồ An, từ đó lưu lại một đạo huyết hoa trên vai trái của hắn. Cái gì? Hồ An quá sợ hãi, cho dù là thiên tài Tam Tinh cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn, Lăng Hàn đánh một kích lại có thể tổn thương hắn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thiên tài tứ tinh Vượt một giai là có thể vô địch. Lăng Hàn đứng lên, nói: người còn có gì ngôn gì không?" Con người Hồ An đảo một vòng, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy, dưới chân hắn xuất hiện chiến trùy, mang theo hắn phá không bay đi. Chương 4107, Tiên đạo cơ thạch áp chế. Đáng tiếc là, Lăng Hàn đã để mắt tới hắn, hắn còn có thể chạy hay sao? Âm, Lăng Hàn đấm ra một quyền, kinh lực bộc phát, Hồ An bị đuổi kịp, hắn bị đánh bay, chiến trùy cũng bị đánh bay ra xa sau khi phá tan vài vách tường và rơi xuống đất hồ an quá sợ hãi hắn không nghĩ tới hắn bỏ chạy cũng không được có chuyện gì từ từ nói đột nhiên hắn nở nụ cười biến hóa nhanh đến mức làm người ta không thể tưởng tượng nổi bỗng nhiên hắn lui ra sau trong hai tay đã cầm một thanh trường cung mở cung cài tên và bắn xeo phi tiến bay tới cực nhanh tâm niệm lang hàn vừa động màn sáng tinh thần xuất hiện phi tiến đụng vào và đứt gãy nó cũng rơi xuống đất hắn không quan tâm việc khác cứ đi từ từ tới bên cạnh Hồ An. Hồ An cắn răng, hắn vừa lui vừa rút tiến ra, Hiu hiu hưu, hắn có danh xương thợ săn, cung kỹ xem như bất phàm, mỗi tiến bắn vào các góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, tất cả đều uổng công. Lăng Hàn chỉ mở màn sáng tinh thần ra, tất cả cố gắng của Hồ An đều hóa thành nước chảy. Hắn nhanh chân tới gần, bước đi rất thong dong, hắn rút ngắn khoảng cách với Hồ An. Hồ An cảm thấy khủng hoảng, hắn giết người như ngóe, ăn thịt người như cơm, nhưng cũng chính vì như thế, hắn cũng đặc biệt sợ chết, sợ hãi gặp vận mệnh giống như vậy. Hắn cắn răng, trên trán xuất hiện một hạt đậu nành, ngay sau đó nó phóng đại và biến lớn như đầu người, giống như do thanh đồng tạo thành, cũng tỏa ra ánh sáng khiếp người, trong tảng đá sinh ra uy áp đáng sợ. Đây là thiên đạo cơ thạch của hắn, vì cái gì trúc thiên cơ mạnh mẽ hơn trúc nhân cơ, trừ lực lượng ra, chính là thiên đạo cơ thạch, trên bản chất đã nghiền áp nhân đạo cơ thạch. Giống như phàm nhân nhìn thấy đại quan trên khí thế đã yếu đi rất nhiều đương nhiên tiên đạo cơ thạch quá chân quý không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai dùng tới vạn nhất bị đánh vỡ nát tương đương mất đi tu vi trúc cơ sẽ bắt đầu lại từ đầu hiện tại hắn muốn liều mạng đương nhiên cũng không chú ý điểm này tiểu tử người chỉ vừa xây dựng đạo cơ quỳ xuống cho ta hồ an quát to oanh tiên đạo cơ thạch tỏa ra uy thế cường đại có thể làm chín thành trúc nhân cơ sợ hãi và mất chiến lực cũng không phải không thể chống cự nhưng cần chúc nhân cơ tốn hao sức mạnh rất lớn đối kháng, dùng rất nhiều lực lượng phòng ngự, khi đó tấn công còn bao nhiêu uy lực. Tiên đạo cửu dai, chẳng những đại cảnh giới còn bị áp chế to lớn, cho dù tiểu cảnh giới cũng giống như vậy. Áp chế bản chất bao phủ, lăng hàn không cần chống cự, tiên đạo cơ thạch của hắn vững như bàn thạch, hoàn toàn bất động. Phải biết, hắn bắt trước đá trong tiên môn, làm sao có thể bình thường. Hồ An không dám tin tưởng, sao lại có thể như vậy, hắn đã vận dụng tiên đạo cơ thạch, vì cái gì không thể áp chế lăng hàn. Chẳng lẽ, đối phương cũng là trúc thiên cơ, thậm chí trúc cực cơ. Không có khả năng, hắn có thể cảm ứng được, khí thức tiên đạo của lăng hàn không bằng chính mình. Chấn cho ta, chấn cho ta, hồ an lớn tiếng kêu lên, hắn thôi động tiên đạo cơ thạch tấn công lăng hàn. Lăng hàn cũng vận dụng tiên đạo cơ thạch của mình, hắn biết mình dựng thành tiên đạo cơ thạch phi thường châu bò, nhưng châu bò đến mức nào thì hắn không rõ, lúc trước giao đấu với đám người nhị hoàng tử, hắn không dám dùng linh tinh, hiện tại vừa vặn dùng hồ an thử một chút. Mặc dù tiên đạo cơ thạch của hắn mới dựng thành trong nửa năm, nhưng thời gian tu luyện chân chính chỉ có hơn một tháng, bởi vậy nó nhỏ như ngón út, không thể so sánh với tiên đạo cơ thạch của hồ an. Cho dù nhỏ thì nhỏ, nó lại tỏa ra khí thức hồng hoang, ý cảnh cực kỳ sâu xa. Hồ An thôi động tiên đạo cơ thạch đánh tới, muốn dùng khoảng cách gần áp đảo Lăng Hàn, sau khi tiến lên vài bước, hắn lại phát hiện tiên đạo cơ thạch của mình đang run rẩy tại sao lại như vậy tiên đạo cơ thạch không có sinh mệnh tại sao nó lại run rẩy hơn nữa tại sao run rẩy chứ hắn chính là trúc thiên cơ cấp độ sinh mệnh hơn xa lăng hàn nếu run rẩy phải là lăng hàn run rẩy hắn cảm giác tiên đạo cơ thạch của mình đang sợ đang e ngại không dám tiến lên hắn không cam tâm cắn răng tiếp tục thúc đẩy tạp 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 cảnh tượng kinh khủng xuất hiện tiên đạo cơ thạch của hồ an xuất hiện vết dạn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cơ thạch làm sao có khả năng hồ an sắp hỏng mất đây là tiên đạo cơ thạch của hắn giống như hắn đang cưỡng bách trung thần đi hành thích quân vương trung thần thà làm ngọc nát cũng không nguyện ý khinh nhờn quân vương chưa từng nghe nói qua tiên đạo cơ thạch là tầng thứ cao áp chế tầng thứ thấp hơn nữa cho dù áp chế cũng không có khả năng như vậy âm uhm, tiên đạo cơ thạch của hồ an vỡ nát hồ an thất hồn lạc phách tiên đạo cơ thạch của hắn bể nát một thân tu vi bị chém xuống phàm trần người cặn bã như ngươi không nên tồn tại trên thế giới này lang hàn nói đánh ra một trường, năng lượng hủy diệt sôi trào và bao phủ Hồ An. Hắn không nghĩ tới, tiên đạo cơ thạch lại châu bò như thế, truy cứu nguyên nhân, khẳng định là hắn bắt trước tảng đá tiên môn. Khó trách thiên địa không dung, uy lực thật đáng sợ, chúc cơ cảnh còn sống nổi sao. Đừng có giết ta, ta có thể nói cho người biết một bí mật. Hồ An kêu lên, năng lượng hủy diệt đã ập đến, mặc dù hắn kiệt lực chống cự nhưng vô dụng, cũng nhanh chóng chôn vùi và biến mất. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, loại ác ma ăn thịt người này thì có bí mật gì chứ hắn trở lại trong phòng tiến vào dưỡng nguyên hồ lô hắn nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày thứ hai lăng hàn thả mọi người ra khỏi hồ lô cùng tu luyện khi mặt trời mọc oanh lực lượng thiên địa ập tới lăng hàn phát hiện công pháp mới so với công pháp hầu ca một trên trời một dưới đất không có biện pháp công pháp hầu ca chỉ đối ứng với phàm cảnh nếu hắn ở phàm cảnh đổi học đại nhật liên hoa quyết bảo đảm hiệu quả không bằng công pháp hầu ca trong thức hải của hắn, nhân đạo cơ thạch đã lớn hơn một chút. Quá trình trúc nhân cơ chính là không ngừng lớn mạnh nhân đạo cơ thạch, thẳng đến cực hạn, nhân đạo cơ thạch càng lớn mạnh, võ giả càng cường đại. Kỳ thật, bây giờ không có pháp khí niệm lực, tiền đạo cơ thạch cũng có thể thay thế, nhưng nguy hiểm quá lớn, bởi vì một khi cơ thạch xuất hiện vết rách, liền cần tốn hao giá cả to lớn đi tu phục, mà nếu là vỡ nát, vậy sẽ phải từ trúc cơ cảnh chém xuống tới. Sở dĩ, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không có người nào cầm tiên đạo cơ thạch đi nện người, nhiều lắm chỉ dùng nó uy hiếp mà thôi. Tiên đạo cơ thạch của ta cũng có thể trở thành vũ khí bí mật. Lăng Hàn tươi cười, nhất là hắn hiện tại mới xây dựng nhân đạo cơ thạch, đối thủ Trúc Thiên Cơ, Trúc Cực cơ, cơ khẳng định sẽ nghĩ dùng tiên đạo cơ thạch chấn áp hắn. Nếu thực như thế, ha ha, đối phương không trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiểu Hàn Tử, người nở nụ cười quỷ quyệt như thế, khẳng định lại nghĩ ra biện pháp hãm hại người. Đại Hắc Cầu kêu lên chương 4108 thi đàn đồ, tu luyện thật tốt, không nên nói nhiều như vậy. Lăng Hàn phất tay, nửa giờ sau, tất cả mọi người tu luyện hoàn tất, nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu đều có tiến bộ kinh người, bọn họ tu luyện công pháp hầu ca, biết thế khi Lăng Hàn đi tới hầu cốc lần thứ hai, hắn liền hỏi thăm hầu ca có thể dạy công pháp này cho bằng hữu và thân nhân hay không. Công pháp hầu ca lại thêm công pháp phụ trợ, tăng thêm đan dược, chỉ cần thời gian mấy ngày, bọn họ đều mở ra 12 mạch tin tưởng không qua bao lâu, bọn họ sẽ đạt tới 20 mạch. Lăng Hàn rất tin tưởng vào thiên phú của bọn họ, có thể trở thành thiên tôn trong nguyên thế giới, có người nào không phải kỳ tài ngút trời. Đám người xuất phát, cũng tiến về phía Bạch Dạ Thành. Bạch Dạ Thành là thành thì nằm gần nơi đây nhất, nơi nào có 9 tầng tháp cấp Bạch Ngân, Lăng Hàn nhất định sẽ đi qua nơi đó. Một ngày dưới sau, bọn họ đã tới nơi, đầu tiên phải tìm nơi ở lại Lăng Hàn lại đi nghe ngóng tin tức 9 tầng tháp cấp Bạch Ngân. Việc này không khó, Lăng Hàn nhanh chóng tìm thấy một tòa tháp cao 9 tầng, nó còn cao hơn Hắc Thiết Tháp một chút, cho dù trong đêm tối nó cũng tỏa sáng bắt mắt. Ban đêm có chỗ tốt của ban đêm, nơi này không có người nào, Lăng Hàn cũng không cần xếp hàng, đi thẳng vào. Trong tầng thứ nhất, thiết nhân màu đen đổi thành màu bạc, Lăng Hàn đi vào, thiết nhân màu bạc hoạt động, nó lập tức tấn công Lăng Hàn. Ân còn mạnh hơn thiết nhân màu đen không ít, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, việc này không đáng chú ý hắn điểm nhẹ một ngón tay, thiết nhân màu bạc bị đánh bay ra ngoài. Hắn lên tầng thứ hai, chỉ dừng lại một lúc rồi đi, hắn lại giết tới tầng thứ ba. Một phút đồng hồ sau, hắn đã thông chín tầng tháp, kỳ thật phần lớn thời gian dùng để đi lên cầu thang, thời gian chiến đấu chân chính cộng lại không tới 9 giây. Ba, lại có một quyển sách rơi xuống, rơi xuống trước người Lăng Hàn. Hắn cầm lên xem, trên đó có ba chữ, độ tiên chỉ. Lăng Hàn tính sơ lược một lần, đây là một môn chỉ pháp, uy lực rất lớn, đương nhiên không thể so sánh với yêu hầu quyền chiến thần tam thức kỹ nhiều không ép thân ngược lại cũng không khó học lăng hàn dự định có thời gian rảnh luyện một chút đi hắn trở lại khách sạn vẫn còn đủ thời gian ngủ một giấc sáng sớm lăng hàn tu luyện hoàn tất hắn vội vã rời đi ảnh ma chấn lúc trước là địa phương nhỏ không thể tìm hiểu quá nhiều tin tức nhưng nơi này khác biệt là một tòa thành lớn lăng hàn quyết định ở chỗ này mấy ngày hắn còn nhiều thời gian cho nên không sốt ruột Đối với quyết định này, nữ hoàng và hổ nữ các nàng vui vẻ đồng ý, hai nữ mang theo tiểu la lị, bảy tiểu hoa nhi dạo phố, đại hắc cầu cũng đi theo, nó là gia hỏa không chịu ngồi yên, chỉ cần không bị người ta bắt làm thịt là tốt rồi. Vẫn là ngõ lý tốt nhất, tận tâm tận lực giúp đỡ Lăng Hàn thôi diễn trận văn. Lăng Hàn cũng ra cửa, hắn muốn đi tìm địa phương đan sư tụ tập, ví dụ như đan sư hiệp hội. Bởi vì võ đạo thiên hải tinh xuất hiện đứt gãy, cho dù đan đạo cũng thế, đan phương phàm cảnh cũng ít đến thương cảm, sau khi đến tiên đồ, hắn chỉ tìm được một tấm. ngay cả ngự hàn đan, sau khi ăn vào cũng chỉ chống cự hàn khí xâm nhập, nhưng chỉ giới hạn trong cấp bậc trúc cơ. với thiên phú đan đạo của lăng hàn, hắn tự nhiên đã sớm nắm giữ. thậm chí bởi vì đánh cược thắng những người đến từ bên ngoài, hắn còn không thiếu nguyên liệu chủ yếu, hắn lại thiếu ba phần phụ liệu, cho nên không thể mở lò luyện đan. chỉ chốc lát, lăng hàn đã tìm được đan đạo minh. đây là tổ chức cùng loại với đan sư hiệp hội, nơi này đương nhiên chỉ là một phân minh. Nhưng cho dù ở nơi nào, đan sư đều có tính khá đặc thù, đan đạo minh chiếm cứ địa bàn rất lớn, toàn bộ kiến trúc cũng được xây dựng rất lớn. Lăng Hàn sải bước đi vào, đang muốn tìm người hỏi thăm làm cách nào chứng nhận đan sư tiên đồ, còn chưa mở miệng, hắn đã bị người ta dẫn vào cái phòng, bên trong còn có rất nhiều người, đều ngồi nghiêm chỉnh. Đang làm cái gì? Còn thất thần làm gì? Nhanh tìm chỗ ngồi xuống, khảo hạch đan đồ sắp bắt đầu. Người kia nói, còn đẩy Lăng Hàn một cái. A, à, khảo hạch đan đồ À, hắn bị người ta hiểu lầm, đối phương cũng thực sự quá nhiệt tình, cũng không hỏi hắn kỹ hơn một ít. Lăng Hàn sướng sờ, đang muốn quay người rời đi, nhưng nghĩ tới chính mình còn thiếu ba loại phụ liệu, nếu có thể trở thành đan đồ, hắn sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn không? Vậy thì thi đi, hắn cũng muốn thử thân thủ. Lăng Hàn đi vào và tìm nơi ngồi xuống. Quả nhiên, khảo hạch rất nhanh bắt đầu, một nam tử trung niên xuất hiện, hắn phân phát cho mọi người một viên ngọc thạch. Cửa thứ nhất thi nhận biết Linh Dược dán ngọc thạch lên chán các ngươi, mỗi một loại dược liệu sẽ có thời gian một phút tiến hành phân biệt. Lăng Hàn cầm lấy ngọc thạch, nó rất mỏng, phân lượng cũng rất nhẹ, hắn dán nó vào chán của mình, lúc này trước mắt xuất hiện một gốc dược thảo. a, à, Lăng Hàn vươn tay ra chạm vào, lại có cảm xúc nhưng không thể cầm lên được. Thứ này hiển nhiên là giả lập, lại có hiệu quả lừa gạt thần hồn, cho nên mới có thể thấy được, sờ được nhưng không cầm lên được. Thú vị, Lăng Hàn cảm thán một chút, sau đó cầm lấy tờ giấy viết xuống bốn chữ cuồng sa ma thảo hắn thi tri thức trụ cột ha ha hắn đã sớm bắt đầu nghiên cứu đạo này đây là đan đạo cơ sở nếu không biết dược liệu là gì thì làm sao luyện đan thân là đan đạo đại sư đương nhiên lăng hàn biết điểm ấy một phút đồng hồ sau gốc dược liệu đầu tiên biến mất thay vào đó là một trái cây màu đỏ cấn nguyên quả lăng hàn lại viết ba chữ một phút đồng hồ sau trái cây màu đỏ biến thành một gốc cây cao lớn Lăng Hàn không cần suy nghĩ, nhìn thấy mình là người đặt bút xuống đầu tiên, sau 10 phút cũng nhưng không có dược liệu mới xuất hiện. Không nên quên viết tên các ngươi lên giấy, sau đó rời đi, chờ đợi kết quả. Giám khảo nói, đám người nhao nhao đứng dậy, rời phòng, bọn họ cũng không nhàn dỗi, cũng so đáp án với nhau. A, à, đề thứ hai lại là cấn nguyên quả, ta viết là tang lan quả, có một tên mập kêu rên, đúng là có tính mê hoặc, cấn nguyên quả và tang lan quả rất giống nhau nhưng cấn nguyên quả có ba đạo kim tuyến bí mật nhưng tang lan quả không có một tên nam tử trẻ tuổi nói ôi đúng thế tên mập kia dậm chân lộ ra vẻ ảo não không thôi không hổ là tôn nhị thiếu quả nhiên rất có kiến giải về dược liệu bên cạnh có người khen tôn gia đại thiếu chính là võ đạo thiên tài nhị thiếu lại có thiên phú đan đạo một nhà song kiệt lần này nhị thiếu chắc chắn trở thành đan đồ đối mặt đám người tán dương tôn nhị thiếu rất hưởng thụ lại làm ra dáng vẻ khiêm tốn khoát tay áo, nói. Không có, các vị quá khen, lần này chỉ chiêu thu ba học đồ, nơi đây nhân tài đông đúc, ta không nhất định có thể thông qua. Ha ha, tôn thiểu long, người thật tự hiểu lấy mình. Một tên nam tử áo xanh lên tiếng, chương 4109, thiên vị, tôn nhị thiếu gọi là tôn thiểu long, hắn nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, cau mày, không vui nói. Đàm binh, ta không có đắc tội ngươi, vì cái gì ngươi lại muốn đối đầu với ta. Nhìn ngươi khó chịu, không có ý gì khác. Nam tử áo xanh đàm binh nói, được rồi, được rồi, nữ tử áo tím đứng ra hòa giải. Tất cả mọi người là người bạch dạ thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, xem như cho chắc điệp ta mặt mũi. Tôn Thiểu Long ngừ một tiếng, nói, tốt, nể mặt chắc tỉ, ta không so đo với hắn. Nói giống như ta sợ ngươi vậy, đàm binh cũng rất ngạo mạn, hai người các ngươi đều bớt tranh cãi cho ta. Chắc điệp đè tay xuống, Tôn Thiểu Long, đàm binh, chắc điệp, là tộc nhân trong 10 đại thế gia tại Bạch Giả Thành, bản thân lại có thiên phú đan đạo kinh người, lần này chỉ thu ba học đồ, xem ra chúng ta bồi thái tử đi học rồi. Ngoá, sớm biết ba người bọn họ tới, ta sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Được rồi, đã đến rồi, xem như luyện tập đi. Tất cả mọi người là lắc đầu không thôi, ba người tôn thiểu long vừa xuất hiện, bọn họ mất đi tâm tiến thủ. Chỉ chốc lát, giám khảo đi ra, tuyên bố người thông qua cửa này. Tôn Thiểu Long, Dương Tuyển, Lưu Sương, Đàm Minh, Trác Điệp, Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn là người đi vào cuối cùng, tự nhiên cũng xếp ở cuối cùng. Những người được gọi tên, bắt đầu khảo hạch thứ hai. Những người khác bất đắc dĩ rời đi, còn chưa vượt qua khảo hạch đầu tiên, lưu lại chỉ mất mặt. Những người còn lại tiến vào gian phòng khác, nơi đây cũng rất lớn, nhưng bởi vì người ít đi một nửa cho nên rất rộng rãi. Cửa này nhận biết dược lý, các người viết đặc điểm và cấm kỵ của dược liệu ra. Giám khảo nói, mỗi người được phát một khối đá, sau đó giám khảo ra lệnh liền dán lên trán mình một bức tranh sinh động xuất hiện a à, độ khó có tăng lên lúc trước là mang toàn bộ dược liệu bày ra nhưng bây giờ dược liệu trải qua xử lý chỉ còn lại dược liệu phơi khô nhưng việc này không thể làm khó hắn lăng hàn vùng bút viết nhanh viết xuống tên đặc điểm và những việc cần chú ý của dược liệu nửa phút sau hắn viết xong một phút đồng hồ sau lại một phần vật liệu xuất hiện lần này là quả phơi khô sau khi phơi khô trái cây tự nhiên nó sẽ biến hình khô quát rất nhiều đặc điểm lúc trước đều biến mất lang hàn cảm thấy dễ dàng hắn không do dự múa bút như thần phần thứ ba phần thứ tư phần thứ năm trên tờ giấy của hắn đầy chữ mười phút đồng hồ trôi qua rất nhanh giám khảo tuyên bố kết thúc mỗi người viết tên lên giấy và rời đi đi ra bên ngoài đám người lại bắt đầu thảo luận đáp án với nhau nhưng lần này lại khó khăn hơn rất nhiều có mấy để do đám người biện luận với nhau đều cho rằng mình mới chính xác cũng cãi nhau đỏ mặt tía tai, ba tên đàn đồ đang phê chữa đáp án lại cãi nhau kịch liệt. Hai vị, chuyện này khó làm, Đặng Anh vệ nói, hắn chỉ vào bốn tờ đáp án. Tổng hợp thành tích hai vòng, bốn người này xuất sắc nhất, nhất là người tên Lăng Hàn, bài thi hai vòng đều trăm phần trăm chính xác. Nhưng lần này chỉ tuyển nhận ba tên học đồ, chuyện này đã định ra từ sớm, mà đàm binh, chắc điệp cùng Tôn Thiểu Long lại nhất định phải bảo đảm đưa lên, đâu còn danh ngạch. Diệp Văn Bân cau mày. Nếu như thành tích bốn người kém không nhiều, chúng ta có thể tùy tiện tìm lý do đá lăng hàn xuống, mấu chốt là thành tích của hắn lại cao hơn rất nhiều. Ừm, ba người chắc điệp vòng thứ nhất đều sau một đề, vòng thứ hai sai hai đề, cộng lại là ba đề, không thể so với lăng hàn. Tống đào lắc đầu, vậy làm sao bây giờ, bỏ người nào trong ba người chắc điệp? Ngươi dám không? Đặng anh vệ hỏi lại. Không dám, tống đào thở dài, hắn chỉ là đan đồ cao cấp, trước mặt người của 10 đại gia tộc lớn trong thành, hắn căn bản không tính là gì, làm sao dám nói không? Huống hồ chuyện này đã sớm đáp ứng, một khi đổi ý, hậu quả khó mà lường được. vậy không thể làm gì khác hơn là có lỗi với tiểu bằng hữu lăng hàn. đặng anh về cười nói, ngược lại có thực lực, lần sau lại đến. diệp văn bân gật đầu, ai bảo hắn vận khí không tốt, lần này lại đụng vào đám người trác điệp. tống đào cũng cười, vậy ta đi tuyên bố. diệp văn bân nói, lúc trước cũng là hắn tuyên bố kết quả. ừm. Diệp Văn Bân đi ra giữa phòng, chờ triệu tập mọi người và tuyên bố. Lần này có bốn người thông qua, theo thứ tự là Đàm Binh, Trác Điệp, Tôn Thiểu Long và Lăng Hàn. Hắn dừng một chút, nói, bố người được gọi tên đi theo ta, tiến hành một vòng phỏng vấn cuối cùng. Ba người Trác Điệp đều nở nụ cười, bọn họ tự nhiên đã sớm biết, trong nhà đã chào hỏi Diệp Văn Bân, chỉ cần tiến vào phòng phỏng vấn liền qua ải. Đương nhiên, nếu thành tích bọn họ quá kém, như vậy không nên trách người ta không giúp bọn họ phần thi này chính là biện dược, nhưng có ba tên giám khảo, cho bọn họ ngửi bột dược liệu, sau đó bảo bọn họ báo ra tên thuốc. Ba người chắc điệp tiến hành trước, đều là thuận lợi qua ải, cuối cùng chính là Lăng Hàn. Diệp Văn Bân lấy ra một cái hộp ngọc, hắn đặt lên nắp, sau đó nói. Chuẩn bị xong chưa, Lăng Hàn gật gật đầu. Được rồi, Diệp Văn Bân nhìn sang đặng anh vệ, tống đào, kết quả thi do ba người điều khiển, sai có thể nói thành đúng, đúng cũng có thể nói thành sai. Đương nhiên, bọn họ không thể làm rõ ràng như thế, mà là cố ý cho ba người đàm binh dược liệu dễ dàng nhận ra, mà lăng hàn, ha ha. Hộp ngọc mở ra, mùi thuốc ập tới, Diệp Văn Bân căn bản không cho lăng hàn cơ hội nhìn quá nhiều, lập tức đậy nắp hộp lại. Nói đi, Diệp Văn Bân thản nhiên nói, khốn kiếp, nhanh như vậy, lăng hàn nuốt nước bọt, mấy người chắc điệp lúc trước đều là trái nhìn phải người, Diệp Văn Bân căn bản không có thúc dục nhưng còn bây giờ thì sao, hắn vừa mới ngửi đã đóng lại. Quá không công bằng, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, trong nháy mắt có 13 đáp án phù hợp. Lăng tiêu thảo, thiên la ti, địa nguyên đằng, là mùi của 13 dược liệu cạo thành phấn. Tốt, cố ý nhắm vào ta đúng không? Ba người đàm binh lúc trước nhận biết dược liệu đơn giản, mặc dù Lăng Hàn không có ngửi nhưng bản thân có thể nhìn, mùi 10 phần đặc biệt, nhưng mùi này có tới 13 dược liệu trộn vào nhau. Con mẹ ngươi, nhưng mà, hắn dễ dàng đánh bại như vậy sao? Tên thuốc, Diệp phân Bân thúc giục, ngươi chỉ có thời gian 10 giây đồng hồ, nhanh. Lăng Hàn vẫn thản nhiên, đứng yên bất động. Chương 4110, không nên hối hận, mặc dù cái mùi này đại khái phù hợp 13 chủng dược liệu, nhưng cẩn thận phân biệt, 13 chủng mùi vẫn có phần khác biệt. Có lẽ người khác không nói ra được việc này không thể làm khó Đan Đạo Đế Vương như Lăng Hàn. Lăng Hàn mở miệng, nói: "Đây là độc giác hổ giác, mài thành bột phấn." Diệp Phân Bân sững sờ, "Trời ạ, à, đúng rồi, đoán đúng hay hắn phân biệt ra, nếu như là cái trước" chỉ có thể nói lăng hàn vận khí thật tốt, nhưng nếu cái sau, năng lực nhận biết dược liệu của tiểu tử này quá kinh khủng. Nhưng bất kể là trước hay sau, cũng không thể cho lăng hàn qua ải. Sai, đây là lăng tiêu thảo. Diệp Văn Bân lắc đầu, lăng hàn nổi giận, người cố ý làm khó dễ ta cũng được rồi, rõ ràng ta đáp đúng, ngươi lại cố ý nói ta sai, thật quá mức. Ngươi dám hại ta, hắn lạnh lùng nói, Diệp Văn Bân giật nảy mình, hắn cảm thấy người trước mặt hóa thân thành đế vương, uy nghiêm vô hạn nội tâm hắn lạnh lẽo nhưng hắn lập tức thẹn quá hóa giận hắn là đan đồ cao dai nếu e ngại một tiểu nhân vật không phải đan đồ hắn còn mặt mũi gặp người hay sao sai chính là sai không nên nói nhiều như vậy hắn nói lăng hàn lạnh lùng nhìn diệp phan bân qua thật lâu mới nói người nghĩ thông suốt lại nói ta rốt cuộc sai hay đúng người đang uy hiếp ta diệp phan bân gầm lên lang hàn cười nhạt một tiếng người nghĩ thế nào cũng được hư sai chính là sai cho dù ngươi lai lịch lớn chúng ta cũng sẽ không thiên vị tống đào vỗ bàn một cái quát lớn lăng hàn nhìn diệp văn bân tống đào và đặng anh vệ một chút nói các ngươi cũng cho rằng như vậy ngươi có ý gì muốn uy hiếp ba người chúng ta hay sao tống đào quát lớn lăng hàn tươi cười nói các ngươi cũng không nên hối hận lăng hàn người thua không nói sao đàm binh chen lời vào được lăng hàn gật gật đầu quay người rời đi nếu các ngươi không hối hận vậy chúng ta chờ xem đám người diệp văn bân lạnh lùng nhìn lăng hàn đương nhiên bọn họ sẽ không để ý một tiểu nhân vật uy hiếp lăng hàn vốn không có ý định đi thi đan đồ hắn muốn khảo hạch đan sư đương nhiên sẽ không đặt danh hào đan đồ trong lòng nếu bị người ta ức hiếp hắn cũng không nhịn người nào cho rằng ta dễ khi dễ sao lăng hàn đi ra khỏi phòng đi vào đại đường hắn hỏi thăm người ta chi tiết khảo hạch đan sư thi đan sư đơn giản luyện chế ra đan dược là đủ nhưng mà Tiên đan cần có tiền dược, vạn nhất thất bại sẽ trả cái giá to lớn. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, ai dám chạy tới nơi này đốt tiền? Sở dĩ phần lớn người đều tới khảo hạch đan đồ. Sau khi trở thành đan đồ, hàng năm đều có một cơ hội miễn phí có được tài liệu, khảo hạch đan sư. Hơn nữa có thể tiết kiệm số tiền kia. Lăng Hàn dạo qua một vòng, mua ba phần tài liệu. Đây là ba loại phụ liệu luyện chế ngự hàn đan, là thứ hắn không có. Cũng may ngự hàn đan vốn là cấp bậc trúc cơ nguyên liệu chủ yếu cần dùng tiên dược, nhưng phụ liệu không cần chân quý như thế, phàm dược là đủ. Bởi vậy, Lăng Hàn dùng ngọc tử mua phụ liệu, bằng không hắn cũng không có đạo thạch thanh toán. Hắn tìm một tên đan đồng, yêu cầu mở khảo hạch đan sư. Rất nhanh, có ba tên đan sư xuất hiện làm nhân chứng. Người luyện đan gì? Một tên đan sư hỏi. Ngự hàn đan, Ừm, tiên đan nhất tinh, phù hợp quy củ. Đan sư thứ hai gật đầu, nói. Tiểu trương, ghi chép đi. Vâng, một tên đan đồ vội vàng đáp ứng múa bút thành văn ngươi bắt đầu đi tên đan sư thứ nhất nói với lăng hàn đan đạo minh có rất nhiều luyện đan thất bố trí các loại trận pháp khác biệt sử dụng cho đan dược khác nhau lăng hàn chọn ra một gian luyện đan thất hắn bắt đầu luyện chế hắn không cần đan đồ hỗ trợ đều mài vật liệu thành bột phấn sau đó lần lượt ném dược liệu vào trận pháp khống chế phân lượng thật chính xác nhìn thấy lăng hàn luyện chế thành thục ba tên đan sư đều mỉm cười đây không phải người lãng phí thời gian của bọn họ, hơn nữa, thủ pháp lăng hàn có chỗ độc đáo, bọn họ cũng có ý tham khảo, thu hoạch rất nhiều. Thời gian luyện chế tiên đan hơi dài, trong thời gian lâu như vậy cần tập trung lực chú ý, không thể có sai lầm, nếu không, cho dù sai một bước nào, đều lãng phí tất cả công sức. Việc này cần tinh thần lực cường đại chèo chống, phạm nhân tuyệt đối không thể nào luyện ra tiên đan, nhiệm lực của bọn họ không đủ dùng. Luyện chế ngự hàn đan cần thời gian 3 giờ, ngay từ đầu cũng không người chú ý sau một tiếng, biết được Lăng Hàn còn đang luyện đan, lập tức hấp dẫn không ít người đi qua quan sát. Sau 2 giờ người tới nơi này càng ngày càng nhiều, phần lớn là đan đồ, bọn họ không cần đi quan sát luyện chế đan dược cao dai, ngược lại quan sát luyện tiên đan thấp kém sẽ có chỗ tốt lớn cho bọn họ. Tống Đào, Đặng Anh Vệ, các người còn ở nơi này làm gì, có người đến khảo hạch đan sư, sắp thành công. Ba người Tống Đào đang nói chuyện với đám người đàm binh, vừa mới lên cấp đan đồ đương nhiên rất đáng chúc mừng, nhưng một người lại ló đầu vào và nói với bọn họ a à, phải đi xem tống đào vội vàng gật đầu nhanh 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 diệp văn bân vội vàng đi theo ra ngoài mấy năm mới có một tên đan đồ có thể thăng cấp làm đan sư vượt qua bước này thật sự gian nan quan sát một tên đan đồ thành công tiến vào đan sư chẳng những gợi mở cho chúng ta hơn nữa còn là khích lệ thật lớn không biết là vị đan đồ cao cấp nào đặng anh vệ nói chẳng lẽ là cổ minh hay là trung lạc đều không phải là một người xa lạ cũng không phải đan đồ, trực tiếp bắt đầu khảo hạch đan sư. Đan đồ đến báo tin nói, lợi hại như vậy, bọn họ đều nhìn ra ngoài, đám người đàm binh cũng không ngoại lệ. Đến luyện đan thất, nhìn thấy nơi đây đầy người, cũng không thể chen lên phía trước quan sát. Lúc luyện đan tránh bị quấy dày, bởi vậy trong phòng trừ lăng hàn ra, chỉ còn lại ba tên đan sư phụ trách chứng nhận và một đan đồ ghi chép hồ sơ những người khác chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Không nhìn thấy cái gì, đặng anh vệ phàn nàn, đúng vậy, tất cả đều là người, Tống Đào cũng gật đầu, bọn họ muốn chen lên phía trước, người phía trước không có khả năng tránh ra, bọn họ chen vào vô ích, lúc muốn rời đi nhưng lại không cam tâm, đặc biệt muốn xem ai là người khảo hạch. Nếu như bọn họ biết người bên trong là Lăng Hàn, đoán chừng bọn họ sẽ quay đầu bỏ chạy, có thể đi bao xa liền đi bao xa. 3 ba giờ sau, Lăng Hàn kết thúc công việc, hắn đưa tay chụp một cái, trong tay xuất hiện ba viên đan dược đang xoay tròn, đều đỏ rực như lửa. Mời ba vị giám định Lăng Hàn mở ra tay, ba tên đan sư chứng giám đều tiến lên, tiến hành đánh giá. Ba viên thành đan đều là thượng phẩm, ba viên thành đan, hai viên thượng phẩm, một viên tiếp cận thượng phẩm. Ba viên thành đan đều là thượng phẩm, ba tên đan sư phân biệt lên tiếng, đan đồ bên cạnh ghi lại lời đánh giá của ba đan sư. Chúng ta với nhau kết luận, thông qua. Chương 4111, xoay người, chỉ cần có hai tên đan sư cho rằng Lăng Hàn thông qua. Lăng Hàn liền có thể trở thành đan sư, huống chi ba tên đan sư nhất trí thông qua. Đương nhiên, ba tên đan sư là người chứng kiến, phản nhất về sau cha gia Lăng Hàn không đủ tư cách đan sư, như vậy ba người bọn họ cũng bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên, sẽ không kẻ nào dám gian lận trong khảo hạch đan sư. Chúc mừng, ba tên đan sư cùng chúc mừng Lăng Hàn. Về sau luận bàn nhiều một chút, được, Lăng Hàn gật đầu, ba tên đan sư rất khách khí với Lăng Hàn, người này còn rất trẻ tuổi, tiền đồ bất khả hạn lượng chúc mừng chúc mừng lăng đan sư đan đồ bên ngoài cùng lên tiếng đan đồ và đan sư cũng giống như tầm bí cảnh và trúc cơ tranh lệch như trời và đất bọn họ không dám không cung kính cho dù lão đan đồ tóc hoa dâm cũng không ngoại lệ cùng khom người xuống lăng hàn nói với một tên đan sư ta từ nhỏ đi theo học tập một vị đan sư mù mắt kỳ thật không hoàn toàn hiểu về đan đạo không biết huynh đài có thể giải thích cho ta được không không có vấn đề người kia cũng đang muốn tìm một cơ hội giao hảo với lăng hàn tự nhiên cũng đáp ứng. Đến, chuyển sang nơi khác nói chuyện, Lăng Hàn gật đầu, hai người đi lên phía trước, nhưng đám người chưa giải tán, các đàn đồ phía sau thừa cơ hội chen lên phía trước, muốn thấy khuôn mặt Lăng Hàn, dính chút vận khí. A, à, đúng dịp, Lăng Hàn nở nụ cười, hắn nhìn thấy sáu gương mặt quen thuộc. Đám người đặng anh vệ, Diệp Phan Bân, Đàm Binh, sáu người nhìn thấy người được mọi người vây quanh là Lăng Hàn liền há to miệng, trên mặt bọn họ lộ ra thần thái không tưởng tượng nổi. Đan sư mới lên cấp là Lăng Hàn, lại là Lăng Hàn, làm sao có thể chứ? Ngươi không phải đến khảo hạch đan đồ hay sao? Tại sao lại biến thành đan sư rồi? Ngươi có bệnh sao? Rõ ràng có thực lực đan sư, lại còn đi khảo hạch đan đồ, thật không hiểu nổi. Nhưng bọn họ liên thủ hãm hại một vị đan sư, một khi Lăng Hàn phát động trả thù, bọn họ có thể gánh vác được sao? Sáu người nhìn nhau, đều lui về phía sau, muốn rời khỏi, nhưng bây giờ đám người kích động, mỗi người đều liều mạng chen lên phía trước bọn họ làm sao có thể lui ra ngoài được nha hóa ra là các ngươi lang hàn chào hỏi lang huynh các ngươi biết nhau đan sư bên cạnh hắn kinh ngạc hỏi lang hàn gật đầu vừa rồi ta đi chứng nhận đan đồ kết quả bị ba người này loại bỏ nguyên nhân chính là chỉ có ba danh ngạch muốn bảo đảm ba người kia hắn nói ra sáu người đàm binh nghe xong tự nhiên không chạy được nữa nếu không chẳng phải ngồi vững chứng cứ phạm tội sao a a a tất cả mọi người kinh hô mỗi người dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn sang ai tới nói cho ta biết vì cái gì lăng hàn cùng một ngày đi thi đan đồ và đan sư lăng hàn cười nói ta vốn nghĩ trực tiếp chứng nhận đan sư kết quả còn chưa mở lời đã bị người ta dẫn vào một gian phòng nói khảo hạch đan đồ ta suy nghĩ sau khi trở thành đan đồ có thể miễn phí lĩnh vật liệu luyện đan cũng không quan trọng ngược lại cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian kết quả ba người này uy phong biết bao cực kỳ bá đạo lại dám gạt bỏ ta trong phần thi nhận biết nói xong hắn nhìn ba người đặng anh vệ để ba người đổ mồ hôi lạnh đám người nghe lăng hàn giải thích đều a à một tiếng mặc dù lăng hàn đi đường vòng nhưng nghĩ lại cũng hợp lý một người còn chưa tấn cấp đan sư trong tay làm gì có nhiều tích lũy như thế lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn sang ba người diệp văn bân lăng hàn có thể trở thành đan sư chẳng lẽ còn không thông qua khảo hạch đan đồ nhất định là các ngươi liên thủ gian lận không không phải diệp văn bân run rẩy lắc đầu hắn lại không biết nên giải thích như thế nào ba tên đan sư phụ trách khảo hạch còn chưa rời đi một tên đan sư mày rậm hét lớn tống đào các người thật to gan lại dám hại một vị đan sư hắn chỉ nhận ra tống đào lúc trước hắn còn bảo tống đào hỗ trợ luyện đan bởi vậy hắn cũng quát tống đào hai chân tống đào mềm nhún trong mắt xoay tròn đang suy nghĩ đối sách nếu như lăng hàn không phải đan sư chỉ mời ba đan sư đến giải oan vậy hắn không sợ ngược lại kết quả phần nhận biết là do ba người bọn họ định đoạt chỉ cần ba người bọn họ cắn răng kiên trì sẽ không ai làm gì được nhưng bây giờ khác biệt lăng hàn lắc mình biến hóa thành đan sư như vậy phân lượng sẽ khác đan sư không nhận biết dược liệu của đan đồ có lẽ có khả năng như vậy nhưng không có một tên đan sư nào thừa nhận chẳng phải làm vậy sẽ lộn xộn hay sao một khi phát sinh việc như thế nhất định là đan đồ sai đi lấy phần thi hai vòng trước của lăng đan sư ra đây Đan sư Zouria nói: "Vâng, lập tức có đàn đồ chạy ra ngoài, cũng mang bài thi lúc trước của Lăng Hàn tới. Vòng thứ nhất và vòng thứ hai đạt điểm tuyệt đối. Không hổ là đan sư." "Ừm, thời điểm ta khảo hạch đàn đồ, hai vòng trước sai hai đề. Ta kém hơn ngươi, ta sai ba đề." Đám người nghị luận với nhau, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có sai. Đan sư Zouria cười lạnh, hắn nhìn sang ba người Diệp Văn Bân. "Các ngươi còn lời gì để nói? Còn có thể nói cái gì?" mặc dù chưa xem chứng cứ vòng thứ ba nhưng đã nói rõ năng lực nhận biết dược liệu của lăng hàn lại thêm hắn đã trở thành đan sư đủ để chứng minh lăng hàn có chi thức vượt qua đan đồ lúc này ánh mắt ba người đầy xem thường nhìn ba người diệp văn bân có ít người đang cười trên nỗi đau của kẻ khác ba người bọn họ dám hãm hại một vị đan sư chết chắc ta sẽ bẩm lên mấy vị đại sư định tội các ngươi đan sư mày rậm lên tiếng về phần ba người đàm binh hắn không nhìn tới chút nào mặc dù bọn họ không có gian lật nhưng bị Lăng Hàn chọc ra tấm màn đen lớn như thế, tự nhiên cũng phải xử phạt tương ứng. Không muốn, không muốn, ba người Diệp Văn Bân đều quỳ xuống. Lăng đại sư, chúng ta sai rồi, xin thả chúng ta một con ngựa. Tống Đào dập dầu với Lăng Hàn, Đặng Anh Vệ và Diệp Văn Bân cũng giật mình, vội vàng dập đầu với Lăng Hàn, giải chuông cần người buộc chuông. Lăng Hàn thản nhiên nói, lúc trước ta đã khuyên cáo các ngươi, về sau không nên hối hận, hiện tại lại cầu xin tha thứ. Muộn rồi hắn lắc tay, nghênh ngang rời đi. Hừ, tự gây nhiệt, không thể sống. Đan sư mày rậm hừ lạnh nói, cùng là đan sư, hắn tự nhiên phải đứng bên lăng hàn, đan đồ nho nhỏ lại dám phạm thượng, thật đáng chết. Chuyện sau đó không cần lăng hàn quan tâm, ba người Diệp Văn Bân, Tống Đào, Đặng Anh Vệ đều bị khai trừ thân phận đan đồ, hơn nữa vĩnh viễn không thu nhận, bởi vì ba người đàm binh, chắc điệp, tôn thiểu long tham dự gian lận, cũng bị lột bỏ thân phận đan đồ, đồng thời trong ba năm không được tiếp tục khảo hạch đan đồ hả hê lòng người, chương 4112, còn dám tới. Đan sư đều có phân cấp, thiên, địa, nhân, ba đẳng cấp lớn, đan sư địa cấp, nhân cấp lại chia thành thượng trung hạ, nhưng đan sư thiên cấp chính là đan sư thiên cấp, không phân phẩm giai. Bởi vậy, Lăng Hàn hiện tại chính là đan sư nhân cấp hạ phẩm. Sau khi vừa lên cấp đan sư, Lăng Hàn có thể vào trong kho đan đạo minh tìm đan phương đối ứng với cấp bậc của mình, còn muốn thu được nhiều đan phương hơn, vậy thì cần cống hiến cho đan đạo minh mới được. Lăng Hàn chứng nhận đan sư chính là vì thu được đan phương, hắn quả quyết lựa chọn Thanh Mộc bổ linh đan. Ăn một viên, có thể chống đỡ mấy năm khổ tu, chính là thứ Lăng Hàn đang cần. Hắn xem đan phương, chủ yếu là hồ thanh mộc, là tiên dược nhất tinh, ít nhất phải 50 năm, chủ yếu năm càng dài, luyện ra thanh mộc bổ linh đan hiệu quả càng tốt. Mặt khác còn cần 34 phụ liệu, đều là cấp bậc tầm bí, không khó thu hoạch. Lăng Hàn nhanh chóng quen thuộc đan phương, nhưng hồ thanh mộc không phổ biến, hắn có tiền cũng không mua được đành phải đặt trước. Hắn bán 3 viên ngự hàn đan cho đan đạo minh, đổi được 3 khối đạo thạch, đồng thời còn có một ít điểm cống hiến, tích lũy đầy đủ, hắn có thể đổi lấy đan phương mới từ đan đạo minh. Sau khi làm xong những việc này, thời gian cũng đã đến trạng vạng tối, Lăng Hàn nhanh chóng quay về khách sạn. Trên đường, hắn còn mua một phần địa lý đồ, muốn nghiên cứu kỹ về huyền nguyệt tinh. Đám người nữ hoàng đều trở về, bọn họ ăn cơm tối xong, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Lăng Hàn xem địa lý đồ một lần, hắn cơ bản đã hiểu rõ về huyền nguyệt tinh. Bên trong xích hỏa thánh địa, có một hỏa diễm sơn cốc, liệt diễm sáng rực, ngay cả thánh nhân cũng không dám vào. Nghe nói nơi đó vốn là sơn cốc bình thường, nhưng không biết vào lúc nào, trời rội lửa lớn, từ đó đã bốc cháy hừng hực, hơn nữa còn đốt tới bây giờ. Ngay cả thánh nhân cũng kiêng kỵ, có khả năng rất lớn chính là thiên đạo hỏa. Còn thời gian 3 tháng mới đến kim nguyên quả hội, ta cũng nên vượt 9 tầng hoàng kim tháp, sau khi thông qua sẽ thu được danh ngạch, sau đó lại đi tới hỏa diệm sơn cốc một chuyến từ đó đúc mẫu kim ta là cao thủ trúc cơ nếu không thể ngự khí phi hành thì quá mất mặt lăng hàn đã có quyết định trước đúc mẫu kim lại đi kim nguyên thánh địa sáng sớm ngày thứ hai tất cả mọi người rời giường tu luyện lăng hàn không ở chung với đám người hắn là trúc cơ tiên nhân một khi hắn tu luyện lực lượng thiên địa chung quanh sẽ bị rút sạch đừng nói phàm cảnh cho dù là trúc cơ cảnh cũng bị hắn giành hết cho nên hắn phải tu luyện ở nơi xa mọi người nửa giờ sau, lăng hàn quay lại khách sạn. a, à, hắn sững sờ, bởi vì bên ngoài khách sạn có rất nhiều người xa lạ, mỗi người đều rất bá đạo nhưng không phải cấp bậc tiên đồ. lăng hàn đi tới, lại bị những người kia cản lại. cút, đi nhà khác. làm gì đây? lăng hàn tiện tay vung lên, những người kia lập tức ngã xuống đất, không ai có thể ngăn cản hắn. hắn cất bước đi vào, trong nội tâm sinh ra sát khí ngập trời. nếu như những người này nhầm vào đám người nữ hoàng, khi đó hắn nhất định phải đại khai sát giới còn che mặt, như thế nào, người cho rằng chúng ta không nhận ra ngươi sao? Một giọng nói nữ tử vang lên, Lăng Hàn lập tức nhận ra đó là Trác Điệp. Đến trả thù, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, Trác Điệp bị lột thân phận đan đồ, nội tâm bọn họ nhất định khó chịu, Lăng Hàn không ngờ rằng, thân phận đan sư của mình không thể dọa đối phương. Theo lý mà nói, đan sư phải có địa vị siêu nhiên. Lại nói, việc này do đám người Trác Điệp bốc lên, Lăng Hàn cũng là người bị hại. Lăng Hàn đi vào sảnh lớn, hắn nhìn thấy chung quanh có một đám tôi tớ, mỗi người đều có gương mặt dữ tợn, mặc trang phục màu xám thống nhất, chỉ có ba người là ngoại lệ. Đàm binh, Trác điệp, tôn thiểu long, thì ra không chỉ có Trác điệp, hai người khác cũng tới. Bọn họ vây quanh nữ hoàng, hổ nữ, đám tiểu hoa nhi vào giữa, đám người nữ hoàng không xem bọn họ là chuyện to tát, hiện tại đang ăn điểm tâm, hơn nữa còn ăn rất ngon, dường như không bị việc này ảnh hưởng. Xem ra, các ngươi chưa nhận đủ giáo huấn, Lăng Hàn mở miệng, giọng nói của hắn lạnh lùng những người này dám dùng nanh vuốt chạm đến người bên cạnh hắn thật đáng chết ha ha ta còn tưởng rằng ngươi bị dọa sợ còn dám trở về đàm binh hừ một tiếng nói đều vì ngươi làm hại chúng ta lãng phí thời gian ba năm ngươi cho rằng ngươi là đan sư chúng ta không dám động tới ngươi hay sao chỉ là nhân cấp hạ phẩm cho dù chúng ta đánh ngươi đan đạo minh còn dám chạy tới nhà chúng ta đại náo hay sao tôn thiểu long lên tiếng Bọn họ thuộc về 10 gia tộc lớn nhất nơi đây, đều có lão tổ chú đỉnh cảnh tỏa chấn, đây chính là lực lượng giúp bọn họ kiêu ngạo. Các ngươi muốn thế nào? Lăng Hàn từ tốn nói, đầu tiên đánh ngươi một trận, ngươi phải quỳ sám hối trước mặt chúng ta. Đàm binh nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dùng sức, ngươi sẽ nhận giáo huấn cả đời khó quên. Tôn Thiểu Long cũng nói, Trác điệp lại lộ ra vẻ mặt âm u, nói, còn phải thiên hắn, không phải ra hỏa này có hai nữ nhân sao, sau này hắn chỉ có thể nhìn không thể chạm vào a à, nữ nhân này thật độc đúng thế đàm Minh và tôn thiểu long sửng sốt một lúc đều gật đầu lăng hàn hỏi bọn họ muốn thế nào chính là muốn ăn miếng trả miếng các ngươi dám làm với ta như vậy ta cũng sẽ đáp trả các ngươi như vậy chính mình gieo nhân chính mình nuốt quả hắn từ tốn nói xeo thân thể biến mất hắn phát động chỉ xích thiên nhai chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tôn thiểu long sau khi bước vào tiên đồ lăng hàn đã có thể trưởng khống hoàn toàn pháp môn này hắn có thể cất bước vượt qua trăm dặm hơn nữa có thể nhanh không hợp lẽ thường tôn thiểu long cảm thấy hoa mắt trước mặt hắn xuất hiện một bóng người thân là võ giả phản ứng của hắn không chậm hắn dùng đôi tay tấn công lăng hàn lăng hàn còn nhanh hơn hắn ba lăng hàn cầm lấy mảnh vỡ mộ bia ra dùng nó đập vào đầu đối phương ngay sau đó tôn thiểu long nằm xuống cũng may hắn là chúc cơ cảnh bằng không một cục gạch cũng đủ làm đầu hắn nở hoa nhưng hắn không tốt hơn chút nào cái chán sang lên rất cao xương ra một cái bọc lớn sau đó hắn còn phải thừa nhận vận rủi quấn thân lăng hàn tươi cười hắn đi về phía đàm binh đàm binh lui về phía sau vài bước nội tâm mát lạnh hắn vừa mới lui bước hắn phát hiện lăng hàn đã đứng tại vị trí hắn đứng lúc trước lăng hàn cầm cục gạch vỗ vào đầu hắn a à, hắn kêu gào thảm thiết lúc này núi gót đi theo tôn thiểu long cũng nằm trên đất chỉ còn lại một người trác điệp quá sợ hãi vội vàng thét to các ngươi còn thất thần làm gì, lên cho ta, lên cho ta. Những tôi tớ kia vội vàng rút binh khí ra, Lăng Hàn đối phó bọn họ còn không dễ dàng hay sao? Ông, hắn phóng xuất sát khí xung kích, ba 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 ba, những người kia ngã xuống đất, mỗi một người đều ngẩn ngơ và mất đi ý thức. Trường 4113, thế giới mạnh được yếu thua. Trác Điệp lui về phía sau vài bước, nàng rất sợ hãi, tại sao người trước mặt khủng bố như vậy? Một cục gạch có thể đánh ngã một tên trúc cơ, không biết hắn vận dụng thủ đoạn gì, tất cả tôi tớ phàm cảnh đều ngã xuống đất, nhất là chuyện phía sau, trúc cơ có thể mạnh như vậy sao? Nàng vốn cho rằng có hai người đàm binh liên thủ, muốn đánh bại một tên đan sư chẳng phải dễ dàng hay sao? Người nào không biết, đan sư có niệm lực rất mạnh nhưng chiến lực rất yếu. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàn toàn không phải như vậy, chẳng những vũ lực của Lăng Hàn không yếu, ngược lại còn mạnh đến mức kinh người. Nàng gặp phải quái vật, Lăng Hàn cười một tiếng, độc nhất là lòng dạ đàn bà quả nhiên không sai ngươi muốn thế nào trác điệp cố chấn định lại quát lang hàn một tiếng yên tâm người xấu như vậy ta không chú ý đến ngươi lang hàn thản nhiên nói sau đó nói với đám người nữ hoàng nam nhân có thể thiến nữ nhân thiến như thế nào nữ hoàng kiêu ngạo nàng làm ra động tác chém đầu hổ nữ cắn ngón tay suy nghĩ đại hát cầu lại nhảy ra không ngừng vung móng vuốt và sủa gâu 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 không có người nghe hiểu tiếng chó Lăng Hàn lại là hiểu ý nó biểu đạt. Ngươi nói, hủy mặt của nàng, đại hắc cầu liên tục gật đầu, nàng xấu như thế, hủy dung cũng không có ý nghĩa lớn. Lăng Hàn lúng túng, chắc điệp giận dữ, nàng xấu chỗ nào, mặc dù nàng không phải mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng cho dù thế nào cũng tính là mỹ nữ, hoàn toàn không liên quan gì tới chữ xấu. Nhưng đây không phải trọng điểm, nàng sợ hãi Lăng Hàn sẽ hủy dung mạo của mình, bước chân chậm rãi lui về phía sau, chỉ cần có thể chạy ra khỏi nơi này, nàng sẽ lập tức về gia tộc cầu cứu lão tổ, lại dám chọc lên đầu Trác ra, người đang tự tìm đường chết. Trốn không thoát, lăng hàn vỗ một gạch, bốp, chắc điệp ngã xuống mặt đất. Đối với kẻ muốn hại mình, hắn sẽ không khách khí, lăng hàn đều thiến đảm binh cùng tôn thiểu long. Đại hắc cầu nhảy qua, nó trả đạp gương mặt chắc điệp một lúc, sau đó mới sủa gâu gâu với lăng hàn. Lăng hàn nhìn gương mặt xốc xếch của chắc điệp, lắc đầu, nhất định là vết thương không thể khôi phục. Nàng sẽ vĩnh viễn không quên giáo huấn này. Đi, bọn họ rời khỏi khách sạn, rời khỏi Bạch Dạ Thành và chạy tới Lưu Sa Thành. So với Bạch Dạ Thành, Lưu Sa Thành là một tòa thành lớn, có cường giả sinh đan cảnh, trong đó có 9 tầng hoàng kim tháp. Chỉ cần thông qua 9 tầng hoàng kim tháp, hắn sẽ thu hoạch được vé vào cửa kim nguyên quả hội. Sau 4 ngày, bọn họ đi tới Lưu Sa Thành. Trên đường, nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu đều đột phá 20 mạch, sau khi kinh mạch thông suốt, khi đó bọn họ có thể đột phá hoán huyết cảnh. Lăng Hàn có đầy đủ sinh mệnh bảo quả, hắn tìm một khách sạn tại Lưu Sa Thành, hai người một chó lại bắt đầu đột phá, Lăng Hàn hộ pháp thay bọn họ. Gần nửa ngày sau, bọn họ đều bước vào hoán huyết cảnh. Mặc dù không thể gọi là cao thủ nhưng còn cường đại hơn người bình thường, hơn nữa thọ nguyên cũng tăng lên rất lớn. Có Lăng Hàn hộ đạo thay bọn họ, con đường của đám người nữ hoàng còn dễ đi hơn Lăng Hàn lúc trước rất nhiều, chuẩn bị công pháp tốt, không cần lo lắng sinh mệnh bảo quả, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là đủ. Lăng Hàn lúc này mới đi vào 9 tầng Hoàng Kim Tháp, sau khi cầm lấy tư cách, hắn sẽ đi tới hỏa diệm Sơn Cốc, đầu tiên phải đúc mẫu kim thành đế khí hình thức ban đầu, bằng không hắn cất chứa một khối mẫu kim làm gì. Hắn đi một mình, chỉ đi một chuyến cho có lệ, không cần thiết gọi đám người nữ hoàng. 9 tầng Hoàng Kim Tháp thật sự được đúc bằng vàng ròng, từ bên ngoài nhìn, tất cả đều là màu vàng chói mắt. Bởi vì là ban ngày, nơi này có không ít người. Nhưng người có tư cách khiêu chiến 9 tầng Hoàng Kim Tháp lại không nhiều, phần lớn người đều chỉ tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Hiện tại đang có người vượt quan, tầng thứ bảy lóe sáng. Nhưng lang Hàn vừa mới đến, tầng thứ bảy tối lại, tầng thứ tám lại sáng lên. Tầng thứ tám, chỉ còn hai quan, không hổ là Hàn Càn, lần này sắp nhất phi trùng thiên. Có thể thông qua chín tầng hoàng kim tháp, hắn có thể so sánh với thiên tài nhất tinh. Có thể được thánh địa thu làm đệ tử, tất cả mọi người cảm khái, chúc nhân cơ có thể thông qua chín tầng bạch ngân tháp, nhưng sẽ bị chín tầng hoàng kim tháp ngăn cản, cho dù Ma Luyện chiến lực nhiều năm nhưng vẫn không thể thông qua. So sánh ra, Hàn Càn bước vào tiên đồ không bao lâu, hắn đã có hy vọng đả thông chín tầng hoàng kim tháp, đây là việc làm bọn họ hâm mộ. Qua một lúc, tầng thứ 8 tối đi, tầng thứ 9 sáng lên. A, à, đó là Hàn Càn, thời điểm Lăng Hàn đi chín tầng Hắc Thiết Tháp thí luyện, hắn đã gặp Hàn Càn, còn kém đánh nhau với đối phương. Hiện tại Hàn Càn tiến vào chín tầng hoàng kim tháp xem ra gia hỏa này đã thông qua 9 tầng hắc thiết và bạch ngân tháp. Hiện tại Lăng Hàn không vào được, hắn chỉ có thể chờ. Tầng thứ 9 tháp vẫn sáng, còn đang kịch chiến, đã 15 phút, thật mạnh, có thể kịch chiến lâu như vậy đã chứng minh thực lực của hắn. a à, tối rồi, thông qua hay, thất bại, chờ xem đi, qua một lúc, Hoàng Kim tháp mở ra, một người đi từ bên trong ra ngoài. Hàn càn, hắn đỏ mặt, xuân phong đắc ý, hiển nhiên, hắn khẳng định thuận lợi thông qua 9 tầng tháp, Bằng không hắn cao hứng như thế chỉ biến hắn thành kẻ thần kinh không bình thường. đám người chung quanh tiến lên chúc mừng, mặc dù không biết bọn họ không thật tâm. Hàn càn dương dương đắc ý, hắn vừa đi vừa gật đầu với đám người chung quanh, sau khi đi vài bước, đột nhiên hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm một người trước mặt. Lại là hắn, lăng hàn. đương nhiên hắn nhớ kỹ lăng hàn. Lúc ấy hắn còn muốn thông qua hắc thiết tháp sau đó thị uy với lăng hàn, ai ngờ sau khi hắn đi ra ngoài lại không thấy bóng dáng lăng hàn đâu cả. Sợ rồi sao, hắn đắc ý, cũng cảm thấy khó chịu, Lăng Hàn lại dám không nhìn chính mình, đây là miệt thị hắn. Không nghĩ tới, hắn lại gặp Lăng Hàn ở đây, thật đúng dịp, hắn cười nói, Lăng Hàn không thèm quan tâm, hắn cần lãng phí thời gian với tên cặn bã này. Hắn đi nhanh về phía Hoàng Kim Tháp, làm can, ta đang nói chuyện với người đấy. Hàn Càn giận dữ, hắn quát lớn, xong, tiểu tử này dám đắc tội Hàn Càn, đây chính là thiên kiêu tử phương tông, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Tiểu tử, nhanh van xin hàn thiếu tha thứ nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng đám người cũng làm ầm ý có người đề nghị với lăng hàn không ai xem trọng hắn dù sao hàn càn đã chứng minh thực lực và thiên phú của mình sau lưng hắn còn có một tử phương tông cường đại nghe được đám người nghị luận lửa giận của hàn càn nhỏ hơn trước hắn cao ngạo nhìn lăng hàn nói quy xuống xin tha ta có thể tha cho ngươi khỏi chết lăng hàn bật cười ta tự nhận không đắc tội với ngươi tại sao ngươi lại muốn đưa ta vào chỗ chết đây là đạo lý gì? Bởi vì, ta mạnh hơn ngươi, bởi vì, đây là thế giới mạnh được yếu thua. Hàn can hư một tiếng, lớn tiếng nói, chương 4114, không cẩn thận làm thịt đối thủ. Lăng Hàn lắc đầu, thực lực mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Đương nhiên, Hàn Càn cười lạnh, nói, ngươi muốn trách thì trách mạng của mình không tốt, vì cái gì không có trở thành cường giả. Ta hiểu rồi, Lăng Hàn gật đầu, vậy còn không mau quỳ xuống. Hàn Càn không kiên nhẫn được nữa. Lăng Hàn mỉm cười, người quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, nếu như tâm tình ta tốt, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. A, à, ha 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 ha, Hàn Càn sững sờ, sau đó hắn cười to, thật sự là buồn cười, lại có người bảo hắn quỳ xuống xin tha mạng. Ngươi cho rằng mình là đạo tử của đại giáo hay sao? Nói gì không hiểu, Hàn Càn nhanh chân đi về phía Lăng Hàn, nói, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, ta sẽ tiến ngươi lên đường. song đời. Ai, tại sao lại đối cứng với Hàn Càn chứ? Người ta chính là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất của tử phương tông thế hệ này, có thể thông qua Hoàng Kim Tháp đã đủ chứng minh hắn là thiên tài nhất tinh, hoặc có chiến lược sánh ngang thiên tài nhất tinh. Tự tìm, đã cho hắn cơ hội, chính mình không nắm được. Tiểu tử này còn tưởng rằng đang học nghệ trong tông môn của mình hay sao, người khác sẽ bận tâm đồng môn dị nghị. Đáng đời, người xung quanh lắc đầu, không có người nào đồng tình với Lăng Hàn. Thế giới này quá thực tế, Ngươi không có thực lực thì phải cúi đầu, nếu không sẽ gặp trắc trở khắp nơi. Hàn Càn tới gần Lăng Hàn, làm hắn kinh ngạc chính là Lăng Hàn lại không bỏ trốn, còn đứng chờ hắn tới gần. A, à, tiểu tử này biết không tránh được, hắn muốn nhận mệnh. Xem như tự hiểu lấy mình, hắn nói, lúc này vươn tay bắt lấy Lăng Hàn, Lăng Hàn cười một tiếng, hắn giơ tay lên tát tay Hàn Càn. Hàn Càn tức giận, người còn dám tát tay của ta? Xem ra, đối phương không phải nhận mệnh mà là hạ quyết tâm muốn chống lại hắn. Vào lúc này hắn lại sợ hãi, Lăng Hàn xuất ra một trường quá nhanh, hơn nữa vừa vặn xuyên qua phòng ngự của hắn, hắn muốn tránh cũng không được, cản không thể cản. Ba, ý nghĩ này chưa biến mất, hắn đã trúng một trường thật mạnh, lực lượng khổng lồ bùng nổ đánh hắn té xuống đất, hắn cảm thấy lỗ tai kêu ông ông, kém chút ngất đi. Toàn trường yên tĩnh, tình huống như thế nào, tại sao Hàn càn không đỡ nổi một trường của Lăng Hàn, đã bị đánh nằm xuống đất. Ngươi là thiên tài gì thế, Hàn càn miễn cưỡng bỏ dậy, hắn lắc lắc đầu, cố gắng muốn làm mình thanh tỉnh lại. Hắn đỏ mặt tía tai, không quản là nguyên nhân gì, một trường đánh hắn ngã xuống, hắn không thể tìm cớ biện giải cho mình. Ánh sáng lóe lên, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm răng đầy hoa văn. Chết, hắn hét lớn một tiếng, huy kiếm chém tới. Đây là pháp khí, hắn chém ra một kiếm, thân kiếm phát sáng, đó là một đạo hỏa kiếm lăng lệ. Nếu như nhìn kỹ, kiếm khí do phù văn tạo thành và đánh thẳng vào người lăng hàn. Lăng Hàn xuất quyền ngăn cản kiếm khí, ầm, um, ầm, um, ầm, um, càng kinh người chính là, một khi kiếm khí va chạm, một đám phù văn nổ tung tạo thành chấn động kinh người. Thú vị, Lăng Hàn mỉm cười, khó trách Hàn càn phách lối như vậy, hóa ra hắn cũng có một ít thực lực, không phải sẽ chỉ biết phách lối. Nhưng, thực lực như vậy ở trước mặt hắn lại không đáng chú ý tới, kém hơn quá nhiều. Tâm niệm hắn hơi động, màn sáng tinh thần xuất hiện, cũng ngăn cản toàn bộ ba động ập tới. Người cũng tiếp ta một chỉ, lăng hàn sử dụng độ tiên chỉ xèo một đạo kinh khí bay tới và bắn vào người hàn càn hàn càn nghênh kích hắn dễ dàng ngăn cản vừa rồi ta chỉ chủ quan mà thôi hắn khôi phục lòng tin liên tục xuất kiếm phù văn liên miên hóa thành kiếm khí đánh ra tạo thành nổ lớn ta yếu như vậy sao lăng hàn nói thầm trong lòng sở dĩ hắn không dùng một quyền đánh ngã hàn càn hắn có ý thí nghiệm một chút hắn không ngừng xuất chỉ hưu hưu hưu, kinh khí tung hoành sau khi đánh ra một trăm lầm từng đạo khí kình tạo thành phù văn sáng ngời. Xong rồi, Lăng Hàn tươi cười, hắn xuất chỉ, khí kình trong phù văn tăng thêm vài đạo và đánh thẳng về phía Hàn Càn. Âm, Hàn Càn hóa giải, hắn dẫn nổ phù văn tạo thành nổ lớn. Hàn Càn không cho rằng Lăng Hàn là việc quan trọng, phương thức phù văn công kích rất phổ biến, là cấp bậc cơ sở, hắn không ngờ Lăng Hàn có thể chống lại hắn, ngay cả thứ cơ sở còn không biết. Hắn làm sao biết, Lăng Hàn đi từ giã lộ, sau khi bước vào tiên đồ cũng không có người nào chỉ điểm hắn tu hành hoàn toàn chính là dựa vào chính mình tìm tòi. Trong 10 chiêu, hồn của ngươi sẽ đi tới Hoàng Tuyền. Lòng tin của hắn càng ngày càng tăng, Lăng Hàn cười cười, hắn liên tục xuất chỉ, vẫn là độ thiên chỉ, nhưng lần này chỉ kinh lại do toàn bộ phù văn hình thành. Việc này quá kinh khủng, Hàn càn vung một kiếm hóa giải, lại dẫn nổ phù văn, hắn bị đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn gật đầu, nói trắng ra, phù văn chính là thứ võ giả cả mộ thiên địa tạo thành, lại cụ thể hóa bằng thứ trực quan hơn, đồng thời càng ngưng thực khi đó mới có thể dẫn nổ như vậy công kích sẽ mạnh hơn nhiều hắn hiểu ra lăng hàn lại xuất quyền phù văn ngưng tụ thành một nắm đấm màu vàng óng tấn công hàn càn lần này không chỉ là phù văn đơn giản như vậy còn bao vây năng lượng màu vàng lực lượng của lăng hàn cường đại cỡ nào có thể nghiền ép hàn càn đối phương không đỡ nổi một kích này bị lực quyền đánh tan phòng ngự lúc này phù văn nổ tung ầm 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 năng lượng vô tận nổ tung trên người hàn càn huyết nhục đối phương bắn tung tóe ra chung quanh. Lực quyền sôi trào, cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, ngực hàn càn thủng một lỗ, cũng xuyên thấu từ trước ra sau. Lăng hàn cũng giật mình, hắn dùng một quyền đánh chết hàn càn, thời điểm hắn xuất quyền cũng không có ý định đánh chết đối phương, hắn chỉ muốn thử hiệu quả khi phù văn kết hợp với năng lượng tầng thứ cao. Không nghĩ tới lực sát thương mạnh hơn hồ dự liệu của hắn, nổ tung ngực hàn càn. Khí tức cường giả tiên đồ kéo dài, cho dù toàn bộ nội tạng không còn, hàn càn vẫn chưa chết ngay, Hắn cúi đầu nhìn xuống, hắn còn lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng, hắn cường đại như vậy, tại sao không đỡ nổi một chiêu của Lăng Hàn? Hắn yêu tú như vậy, tương lai tươi sáng, tại sao lại chết ở chỗ này? Hắn nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt đầy hối hận, sớm biết người này mạnh như thế, hắn trêu chọc người ta làm gì? Bọn họ có thù hay sao? Có oán hay sao? Đáng tiếc, đến muộn. Ầm, Hàn Càn ngã quỵ xuống, nếu như hắn là chân ngã cảnh, hắn bị thương nặng như thế sẽ không chết cùng lắm đổi cái xác mới và làm lại từ đầu, nhưng bây giờ, hắn đang bị tử vong cắn nuốt. Tốt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào lên tiếng. Hàn Càn chết rồi, thiên kiêu tử Phương Tông chết rồi, thực lực lăng hàn mạnh như vậy, mạnh đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ xuất một quyền bình thường là có thể chém giết Hàn Càn. Không ít người lại lắc đầu, ai bảo Hàn Càn quá phách lối, người ta không có ý định quan tâm tới hắn, hắn nhất định trêu chọc người ta, hiện tại thì tốt rồi, cũng chơi xong cái mạng nhỏ của mình. Đáng đời, chương 4115, hẻm núi hỏa diễm. Lăng Hàn nhún vai, hắn không có ý định giết Hàn Càn, hoặc là nói, hắn không có ý định xử lý Hàn Càn nhanh như thế, nhưng ai bảo Hàn Càn quá yếu chứ. Được rồi, không cần đặt trong lòng, hắn nhanh chân đi vào trong hoàng kim tháp, chỉ một phút mà thôi, hắn liền đả thông chín tầng tháp, ba, một bình đan dược rơi xuống. Hắn cầm lên xem, trên bình có một nhãn hiệu viết ba chữ, minh tâm đan. Minh tâm đan, lang hàn tìm kiếm tư liệu trong đầu của mình. Minh tâm đan, có thể minh tâm gặp đạo, tăng năng lực cảm mộ lên cao hơn, đồng thời còn có thể trấn áp tâm ma trong mức độ nhất định. Đây là tiên đan nhất tinh, đáng tiếc, lại không có hiệu quả gì với hắn. Lục tự minh vương chú có thể chém giết tất cả tâm ma. a à, nếu như có thể cướp sạch hoàng kim tháp, hắn sẽ phát tài không? đây chỉ là ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu lăng hàn hoàng kim tháp chứa không ít của cải hắn lại phá hư nó chắc chắn không bao lâu sau sẽ có người kim nguyên thánh địa chạy tới cũng bắt hắn lại lại nói hắn còn không thể phá hủy hoàng kim nhân muốn phá hư hoàng kim tháp buồn cười được rồi được rồi hiện tại phải chế tạo mẫu kim thành vũ khí cho mình lăng hàn rời khỏi hoàng kim tháp hắn lại hội họp với mọi người cùng đi tới hẻm núi hỏa diễm bởi vì đường xá tương đối xa xôi cho nên phải mượn phi toa của đường Vân Nhi, cứ như vậy, bọn họ mất thời gian nửa ngày mới đi tới lãnh địa của hỏa diễm thánh địa. Phi toa hạ xuống, tự nhiên lại là một phen gà bay chó chạy. Sau khi quan sát địa đồ, nơi này cách hẻm núi hỏa diễm không xa. Lăng Hàn không mang đám người theo, nếu tất cả mọi người vào hẻm núi hỏa diễm, tiêu hao tiên thiên đạo thủy quá lớn, hắn làm sao còn có thời gian luyện chế mẫu kim. Lăng Hàn tìm một một chỗ yên tĩnh và an bài mọi người ở lại, có bảy tiểu hoa nhi bảo vệ, Chí ít không sợ cường giả trúc thiên cơ. Lăng Hàn lưu bộ chiến giáp lại, như vậy sẽ tăng thêm một tầng bảo hiểm. Còn có dưỡng nguyên hồ lô, Lăng Hàn cũng giao cho nữ hoàng, ban đêm bọn họ sẽ ở lại trong hồ lô, thứ nhất có thể tăng tinh thần lực, thứ hai cũng càng an toàn. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lăng Hàn lên đường xuất phát. Sau khi bước vào tiên đồ, cho dù võ giả không có đồ ăn, không có nước sạch, không có không khí cũng sẽ không chết, chỉ cần hấp thu lực lượng thiên địa là có thể sống sót cho dù sống trong hoàn cảnh cực đoan cũng không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Lăng Hàn xuất phát, một người đi tới hẻm núi Hỏa Diễm. Lúc hắn còn chưa tới gần, hắn liền phát hiện đất đai bốn phía bị cháy đen, hoa cỏ cây cối chung quanh càng ít lại đi một hồi, cơ bản liền không nhìn thấy thực vật, chỉ có một màu đỏ rực, cũng chỉ có xích viêm thảo mới có thể sống trong dung nham. Lăng Hàn cũng không sử dụng tiên thiên đạo thủy, chỉ cần có thể chịu đựng được, hắn sẽ không sử dụng tiên thiên đạo thủy, tránh tiêu hao quá nhiều dẫn tới ảnh hưởng rèn đúc máu kim. Nơi này không phải không có dấu chân người, sẽ có người chuyên tới đây tìm kiếm xích viêm thảo, nghe nói đồ chơi này là thánh phẩm tráng dương, cho nên nguồn tiêu thụ rất tốt. Có lợi ích đương nhiên không tránh khỏi sẽ có tranh đấu, Lăng Hàn còn bị người hái thuốc khác công kích. Ở nơi này, mỗi người hái thuốc đều có phạm vi lãnh địa của mình, đương nhiên là bọn họ dùng thực lực đánh chiếm. Lăng Hàn không có phát tác, hắn chỉ đánh lui đối phương mà thôi. Sau hơn 2 giờ, hắn đi tới lối vào hẻm núi Hỏa Diễm nơi này có một tấm bia đá trên đó viết mấy chữ cực viêm thổ người vào không về lăng hàn nhìn lướt qua hắn cảm thấy tám chữ này như nhảy ra khỏi tảng đá đại khí bàng bạc khí thế không cách nào hình dung nổi người viết tám chữ này tuyệt đối rất mạnh đương nhiên hắn không quan tâm hắn tiến lên phía trước oanh hơi nóng đánh tới lăng hàn phát hiện quần áo của mình bị thiêu đốt nhiệt độ nơi này cao hơn bên ngoài rất nhiều lăng hàn vội vàng vận chuyển bí lực khắp toàn thân dùng nó đối kháng hỏa diễm hắn bước đi chậm rãi, đã đến nơi này thì không thể bước nhanh, vạn nhất hỏa diễm bộc phát đến thực hạn, hắn sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi trong nháy mắt. Sau khi đi một lúc, bí lực không thể bảo vệ hắn, Lăng Hàn liền vận chuyển màn sáng tinh thần, lực phòng ngự siêu cường giúp hắn xua tan hơi nóng. Lăng Hàn tiến lên lần nữa, nhưng chưa đi được bao xa, nhìn thấy trong hỏa diễm phía trước sen lẫn phù văn màu đỏ, phù văn giống như đóa hoa tươi đang nở rộ. Hắn tiến lên, còn chưa chạm vào phù văn, hắn nhìn thấy màn sáng tinh thần tan rã như băng tuyết tan trong nước sôi, màn sáng tan rã cực nhanh. Nhiệt độ thật khủng khiếp, Lăng Hàn không do dự nữa, hắn cầm lấy tiên thiên đạo thủy, uống một giọt, lúc này trong cơ thể hắn xuất hiện một tầng khí lạnh, cũng ngưng kết thành một thủy thuẫn xua tan nhiệt độ bên ngoài. Hắn không cần cẩn thận như lúc trước, mà là phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ tăng lên cực nhanh. Hiện tại không quản nhiệt độ hỏa diễm khủng bố cỡ nào, Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Hắn phát hiện, thủy thuẫn đang tiêu hao, càng xâm nhập vào hẻm núi, tốc độ tiêu hao càng nhanh. Sinh mệnh thật sự kỳ diệu, cho dù trong cực viêm thổ như nơi đây, nơi này vẫn có thực vật sinh trưởng. Đó là một cây cỏ chỉ cao nửa tấc, lại là sinh trưởng trên tảng đá, năm mảnh lá cây bám chặt vào tảng đá, nhìn từ xa nó giống như con thần lằn. Phượng huyết thảo, ánh mắt lăng hàn sáng lên, hắn dừng lại và hái thảo dược, thu vào trong pháp khí không gian. Đây chính là đồ tốt, truyền thuyết đã nhiễm máu phượng hoàng, thích hợp sống trong khu vực cực nóng hoàn cảnh càng nóng không chịu nổi phượng huyết thảo càng tươi tốt nghe nói sau khi ăn vào có tỷ lệ rất thấp học được một môn thần thông hỏa diễm phượng huyết thảo đẳng cấp càng cao thần thông hỏa diễm của nó càng cao cấp hơn nữa uy lực thần thông càng mạnh đương nhiên phượng huyết thảo đẳng cấp cao cũng cần thực lực cường đại xứng đôi nếu không thần thông chưa hình thành người ăn sẽ bị nó thiêu đốt sạch sẽ không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn lang hàn tươi cười và tiếp tục đi tới hỏa diễm nơi này cực kỳ đáng sợ mặc dù có tiên thiên đạo thủy bảo vệ thân thể, nhưng cũng tăng thêm lực cản không khí, Lăng Hàn không thể phát huy tốc độ hoàn toàn. Sau một tiếng, thủy thuẫn trên người Lăng Hàn gần như hao hết. Hắn không dám có tâm may mắn, vội vàng ăn giò tiên thiên đạo thủy thứ hai, ngay sau đó thủy thuẫn khôi phục tới trạng thái mạnh nhất. Nơi này thật lớn, mặc dù hắn không sử dụng tốc độ cực hạn nhưng cũng gấp 5 lần vận tốc âm thanh, hắn đi một giờ nhưng còn chưa tới đáy cốc. Qua nửa giờ, thủy thuẫn của Lăng Hàn sắp tiêu hao hết. Càng tiếp cận đáy cốc, hỏa diễm càng nóng, tốc độ tiêu hao thủy thuẫn càng nhanh. Nếu thật đến đáy cốc, một giò tiên thiên đạo thủy cũng không thể kiên trì bao lâu. Hả, Lăng Hàn ăn một giò tiên thiên đạo thủy thứ ba, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng người. chương 4116, gặp phải cường giả. Trong cực phiêm thổ này lại còn có người khác, đối phương cũng có tiên thiên đạo thủy, hay là thực lực mạnh đến trạng thái nghịch thiên. Lăng Hàn thấy rõ ràng, trên thân thể người kia không có thủy thuẫn, mà là răng đầy ký hiệu hỏa diễm, cũng hấp thu lực lượng hỏa diễm. Đây là cường giả, hơn nữa mạnh đến cực hạn, hắn có thể đi lại tự nhiên trong nơi này. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, nơi này hỏa diễm quá kinh khủng, thần thức không thể hoạt động, cũng chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát, sở dĩ, lang hàn phát hiện đối phương sớm hơn là vì hắn có nhãn thuật. Đó là một lão giả, đầu hắn đỏ rực, hai mắt như chuông đồng, một thân áo gai màu trắng không có trang trí gì, hắn lại tỏa ra ý chí vô địch. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó gật đầu, lẩm bẩm hóa ra là tiên thiên đạo thủy có thể nhìn là nhận ra tiên thiên đạo thủy lão đầu này không đơn giản đương nhiên có thể dựa vào thực lực bản thân xuất hiện ở đây việc đó cũng nói rõ thực lực của lão đầu rất tốt lão phu muốn thu hoạch hỏa tinh thông ngộ phương pháp câu thông năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao trong khu vực này số hỏa tinh có hạn nếu có tiên thiên đạo thủy như vậy lão phu có thể đi sâu hơn lão giả tự nói nhưng âm thanh rất lớn cũng không sợ lăng hàn nghe được hóa lăng hàn không nói hai lời hắn trực tiếp chạy sâu vào hẻm núi. Vì cái gì không chạy ra ngoài? Thứ nhất, không thể lãng phí tiên thiên đạo thủy, thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, lão nhân quá cường đại, chạy trở về không thể trốn nổi, chỉ còn tiến vào sâu trong hẻm núi, nhờ thiên đạo hỏa ngăn cản. Về phần đi ra như thế nào, đó là chuyện sau này, việc trọng yếu nhất chính là chạy trốn. Muốn chạy, lão giả áo gai lên tiếng, hắn đuổi theo Lăng Hàn. Thực lực hai người tranh lệch quá lớn, lão giả áo gai dễ dàng đuổi kịp Lăng Hàn nhưng nơi này khác biệt. Lực lượng hỏa diễm quá đáng sợ, làm cho lão giả nhất định phải vận chuyển 99% lực lượng tiến hành đối kháng, cho nên cũng ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Trái lại lăng hàn, hắn có thủy thuẫn bảo vệ, hắn không cần lo lắng vấn đề nhiệt độ cao, chỉ cần liều mạng bỏ chạy là được. Một chạy, một đuổi theo, mặc dù tốc độ lão giả nhanh hơn, nhưng hắn muốn đuổi theo lăng hàn lại cần một ít thời gian. Mấu chốt là cái gì? Lão giả áo gai tới đây đã là cực hạt, hắn lại tiến vào bên trong, nhiệt độ nơi đó quá cao, hắn chưa đi được vài bước liền dừng lại. hiển nhiên hắn biết việc này, hắn lập tức xuất thủ ngăn cản Lang Hàn. Oanh, lực lượng vô tận ngưng tụ và hóa thành bàn tay hỏa diễm to lớn, hắn muốn bắt lấy Lang Hàn. uy lực một trường này rất khủng khiếp, trong hỏa diễm còn có vô số ấn ký giống như hỏa thần giận dữ, muốn thiêu sạch thiên hạ. không thể làm gì, bàn tay hỏa diễm không ngừng hòa tan, lực lượng hỏa diễm nơi đây quá kinh khủng, cho dù lão giả sử dụng công kích hỏa thuộc tính cũng tan rã cực nhanh lão giả áo gai cao mày kỳ thật hắn cũng biết như thế hắn chỉ dọa lăng hàn mà thôi hắn vội vàng sử dụng thần hồn sử dụng cấp độ sinh mệnh tầng thứ cao tiến hành áp chế đây là uy áp của võ giả tầng thứ cao chuyên dùng uy hiếp võ giả cấp thấp oanh uy áp bộc phát lăng hàn lại không quan tâm hắn bỏ chạy thật nhanh lần này lão giả áo gai thực sự kinh ngạc hắn là ai long viêm tôn giả cường giả tứ cực cảnh hắn mạnh nhất dưới thánh nhân Hiện tại tinh thể này vẫn chưa xuất hiện thánh nhân, hắn tuyệt đối là người mạnh nhất, lang Hàn có thể thoát khỏi uy áp của hắn hay sao? Cổ quái thế nào, trên thân tiểu tử này có thánh khí, cũng không có khả năng, thánh điện nào giao thánh khí cho một tiểu tử trúc cơ cảnh, không sợ bị cướp đi sao? Lại đuổi theo hai bước, lão giả áo gai dừng bước, hắn không dám xâm nhập, nếu không hắn đang tìm chết. Nhưng cho dù tiểu tử này mang theo tiên thiên đạo thủy cũng có thời điểm hao hết, hắn không đi ra sao? Hắn ôm cây đợi thỏ là được. Lăng Hàn đi nhanh, thủy thuẫn tiêu hao nhanh chóng, hắn không thể không uống thêm một giọt tiên thiên đạo thủy, từ đó duy trì thủy thuẫn vận chuyển. Con rùa già, hắn nói thầm trong lòng, bởi vì tiên thiên đạo thủy liền muốn bắt lấy hắn, thật vô sỉ. Lão đầu có thể đi vào sâu trong nơi này, thực lực này của hắn cũng khủng khiếp đến mức kinh thiên động địa. Xem ra, hắn không thể báo thù trong thời gian ngắn. Nếu có người biết suy nghĩ của hắn sẽ hô to một tiếng điên khùng. Người bị điên hay sao, người ta chính là tôn giả, người phản ứng đầu tiên không phải nghĩ biện pháp chạy trốn mà là lúc nào mới có thể báo thù dã tâm thật lớn lang hàn buông tất cả hắn đi sâu vào trong hẻm núi hỏa diễm nơi đó có một cái hố là bị nện ra không lớn nhưng rộng khoảng ba trượng sâu cũng hơn một trượng hỏa diễm nơi này mạnh đến cực hạn lang hàn thăm dò một phen cho dù hắn có tiên thiên đạo thủy cũng không dám nhiễm hỏa diễm nơi này bên trong hỏa diễm đó toàn ký hiệu nó lại huyễn ảo không thể miêu tả đó là năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao Lăng Hàn nói thầm trong lòng, cùng là năng lượng tầng thứ cao, đồng thời là năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao, kỳ thật vẫn có khác nhau, thông qua đẳng cấp là có thể phân biệt rõ ràng. Hình thái hỏa diễm khác biệt, câu thông năng lượng hỏa diễm cũng khác biệt. Ở chỗ này, năng lượng hỏa diễm đã tới cực hạn, có thể tùy tiện thiêu chết thánh nhân. Trái tim Lăng Hàn đập thình thịch, những ký hiệu này câu thông năng lượng hỏa diễm trí cao. Nội tâm hắn nghĩ như vậy nhưng không dám do dự, lập tức dựa theo ngũ thanh hư truyền thụ phương pháp luyện khí, hắn rót một tia thần thức vào trong mẫu kim sau đó ném mẫu kim vào trong hố lửa oanh những ký hiệu kia không ngừng chấn động chúng vây quanh mẫu kim và tiến hành dung luyện mẫu kim là tồn tại cỡ nào hỏa diễm trí cao có thể tùy tiện thiêu chết thánh nhân hiện tại nó không thể phát huy hiệu quả mẫu kim không biến hóa chút nào thậm chí còn không biến thành màu đỏ lực lượng lôi đình hỗn độn chấn động lang hàn không vội nếu mẫu kim có thể bị dung luyện dễ dàng như thế nó xứng được gọi là mẫu kim sao hắn vừa uống tiên thiên đạo thủy bổ sung thủy thuẫn, vừa quan sát những ký hiệu hỏa diễm này, cho dù nắm giữ một tia cũng giúp ích cho hắn thật lớn. Hắn có một suy đoán, năng lượng hủy diệt có phải năng lượng bậc cao, hoặc nó là tiếp cận năng lượng trí cao. Ý nghĩ này lóe lên, Lăng Hàn vẫn đặt tinh lực vào quan sát ký hiệu hỏa diễm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi trôi qua. Tiên thiên đạo thủy tiêu hao rất nhanh, may mắn số lượng không ít, nếu vô nhai đại đế lưu lại cơ duyên cho hậu nhân, khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ. Vào mỗi sáng sớm, Lăng Hàn muốn tu luyện, nhưng hỏa diễm nơi này quá kinh khủng, áp chế lực lượng thiên địa, hắn không thể tu luyện được. Cũng may hắn có chuẩn bị, cũng mang đồ ăn theo, bằng không hắn không thể hấp thu lực lượng thiên địa, lại không được ăn uống, hắn sẽ chết đói ở nơi này. chương 4117, Luyện Khí, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, mẫu kim không hề biến hóa. Đây là gia hỏa kinh khủng, hỗn độn khí rũ xuống, đối kháng năng lượng hỏa diễm, Hoàn toàn không thua. Lang hàn cảm khái, mẫu kim thật châu bò, không được luyện chế, chỉ là vật liệu thuần túy lại kinh người như thế, khó trách ngày sau dung nhập uy lực tổ vương lại có thể quét ngang thiên hạ. Phải biết, đại đế cũng có ngày già đi, mẫu kim sẽ không. Vạn cổ trường tồn, vạn kiếp bất diệt, Lang hàn không có gấp, dựa theo cách nói của ngũ thanh hư, cho dù nằm trong thiên đạo hỏa, mẫu kim cũng bị dung luyện trong 36 ngày mới có thể có chút biến hóa. Sau mười mấy ngày lăng hàn miệng đắng lưỡi khô cho dù hắn có thủy thuẫn bảo vệ hắn vẫn bị hỏa diễm đun khô không chỉ thân thể khô nóng ngay cả linh hồn cũng như vậy trong thức hải của hắn bị gieo xuống một ngọn lửa nó không ngừng lan tràn dường như nó sắp biến thành lửa lớn và đốt hắn thành than cốc lăng hàn kiên trì bí lực trong người không ngừng lưu chuyển tiên đạo cơ tỏa ra khí tức hồng hoang viễn cổ áp chế hỏa diễm đáng sợ thật khủng bố cho dù lăng hàn chỉ phỏng đoán ký hiệu hỏa diễm mà thôi hắn lại như thiêu thân lao vào lửa ngay cả như vậy, Lăng Hàn vẫn không dừng lại, chỉ cần còn có thể kiên trì, hắn sẽ không từ bỏ. 20 ngày, 30 ngày, Lăng Hàn hiện tại như tháo sạch nước trong người, toàn thân khô quát, cho dù có người quen nhìn thấy hắn cũng không thể nhận ra. Hắn hiện tại như một thây khô, khác biệt ở chỗ hắn còn thở. Có một ít biến hóa, hắn nói thầm trong lòng, khóe miệng nở nụ cười, rất khó nắm giữ ký hiệu hỏa diễm, hắn luôn quan sát và lĩnh ngộ, cuối cùng đã có một ít tiến triển. 32 ngày, 35 ngày, 36 ngày. Lăng Hàn phát hiện, mẫu kim cũng có dấu hiệu nhũn ra. Không có nóng chảy, chỉ nhũn ra. Đây đã là cực hạn, cho dù là thiên đạo hỏa cũng không có khả năng chân chính nóng chảy mẫu kim. Sợi thần thức của Lăng Hàn cũng có tác dụng, nó vẫn được hỗn độn khí bảo hộ cho nên không bị ngọn lửa đốt cháy. Vận chuyển thần thức dung hợp với mẫu kim, hắn vừa trúc cơ, có thể luyện mẫu kim thành bảo khí. Chỉ còn một cái biện pháp, đó chính là dùng thần hồn của mình dung hợp với mẫu kim, từ đó về sau, mẫu kim giống như một phần thân thể của hắn, có thể vận dụng dễ như trở bàn tay. Dùng thiên đạo hỏa đốt 36 ngày, chỉ có một mục đích, mẫu kim phải mềm và biến thành chất lỏng, như vậy thần hồn của hắn mới có thể dung hợp hoàn mỹ với mẫu kim. Thần hồn của hắn vận chuyển, may mắn mẫu kim không có sinh mệnh, nếu không tồn tại cường đại như vậy, chỉ cần ý niệm hơi động một chút cũng có thể phá vỡ thần hồn của hắn. Lăng Hàn ổn định tâm thần, hắn tỏa ra thần hồn. Đến lúc này, hắn tự nhiên không có tinh lực nghiên cứu ký hiệu hỏa diễm, so sánh ra, mục tiêu luyện chế mẫu kim còn trọng yếu hơn. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mỗi ngày Lăng Hàn đều tiến bộ một ít, thiên đạo hỏa rất mạnh, mặc dù không thể luyện hóa mẫu kim, mẫu kim vẫn bảo trì ở trạng thái nhũn ra, từ đó sáng tạo điều kiện cho thần hồn của Lăng Hàn dung hợp. Chín ngày, Lăng Hàn tươi cười, hắn dùng thần thức dung hợp hoàn toàn với mẫu kim. Biến hóa cho ta, Lăng Hàn chi phối mẫu kim, mượn thiên đạo hỏa, bắt đầu nặn hình mẫu kim muốn đúc mẫu kim thành pháp khí gì? Lăng Hàn suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như kiếm, vương giả trong binh khí, một kiếm chảm thiên, khoái động tinh hà. Ví dụ như đao, cực kỳ bá khí, một đao phá thương khung. Còn có đỉnh, trọng khí xã tắc, người chấp đỉnh, trưởng khống thiên hạ. Nhưng Lăng Hàn đặc biệt thích tháp, sau khi hắn sống lại, kiện pháp khí đầu tiên chính là hắc tháp, bồi bạn với hắn vô số năm, làm hắn có tình cảm. Duyên sinh thiên tôn tạo ra hắc tháp cho chính hắn, cứ quyết định như vậy, trong hố lửa, mẫu kim đang thay đổi hình dáng, thiên đạo hỏa không thể đốt chảy nó nhưng có thần hồn Lăng Hàn khống chế, hắn có thể tạo hình cho mẫu kim. Trên thế gian này không có thứ gì có thể thay đổi hình dáng mẫu kim, trừ chính mẫu kim. Tiểu tháp hình thức ban đầu xuất hiện, Lăng Hàn lại tiến hành xây dựng, thân tháp có 9 tầng, sau đó nó càng ngày càng tinh tế. Với tư cách mẫu kim, đương nhiên không có khả năng đơn giản như thế, mỗi tầng trong thân tháp đều có không gian cực lớn. Nhưng niệm lực Lăng Hàn có hạn, ngay cả hắn cũng không thể mở ra được. Không có việc gì, thần hồn của hắn đã dung làm một thể với mẫu kim, về sau thần hồn của hắn cường đại, tự nhiên có thể tiếp tục mở không gian. Mục đích khi tới đây là dung hợp thần hồn của hắn với mẫu kim, chỉ có thiên đạo hỏa mới có thể dung luyện mẫu kim và cung cấp điều kiện cho hắn làm thế. Đến, lang Hàn vì tiện nói một tiếng, mẫu kim núp thành hình tháp liền xoay tròn bay trở về trong tay hắn, nó lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, hỗn độn khí mang theo lôi điện, đây là đại sát khí đáng sợ hỗn độn khí cực nặng có thể nghiền ép tất cả lực lượng lôi điện cường đại vô song có thể chém giết tà ma đương nhiên thực lực lăng hàn hiện tại không đủ chỉ có thể vận chuyển một chút uy lực của hai thứ này nhưng ở trúc cơ cảnh hắn đã không tìm thấy đối thủ lăng hàn cười ha ha trúc cơ cảnh đã có bảo khí mạnh nhất trên đời này còn ai có thể so sánh với hắn đáng tiếc là hắn chế tạo cho nên không có uy lực của đế binh chỉ có tính trưởng thành và tiềm lực vô hạn về sau người tên là hỗn độn cực lôi tháp Lăng Hàn muốn rời khỏi, hắn vừa nhấc chân đi, đột nhiên ánh mắt nhìn vào hố lửa. Có thể thu lấy một ít hỏa diễm hay không? Mặc dù hắn không dám động vào hỏa diễm nhưng hắn có hỗn độn cực lôi tháp đúng không? Thu, hắn tế bảo tháp và ném vào hố lửa, tâm niệm vừa động, không gian tầng thứ 9 mở ra, nó bắt đầu hấp thu hỏa diễm. Thực sự có thể, ha ha, sảng khoái, nhưng thiên đạo hỏa tiến vào trong bảo tháp, ký hiệu hỏa diễm tan ra giống như bể nát, nó vốn to như nắm đấm, hiện tại đã biến thành biển lửa, dẫn đến không gian trong thân tháp rất lớn nhưng không thể thu thập được nhiều hỏa diễm như vậy. Không nhiều thì không nhiều, lại tới. Lăng Hàn nhét đầy thiên đạo hỏa vào không gian tầng thứ 9, có thể nói là kém thiên đạo hỏa một cấp bậc. Thiên đạo hỏa có thể thiêu chết thánh nhân, nếu giảm một cấp, nó có thể thiêu chết tôn giả không? Ha ha, trên đời này có bao nhiêu thánh nhân? Tôn giả chính là lực lượng mạnh nhất đi lại trong tinh không, hắn có thể thiêu chết tôn giả, đòn sát thủ này châu bỏ cỡ nào? Lão già chết tiệt kia đang ở ngoài canh chừng ta, ta dùng một mùi lửa thiêu chết hắn. Lăng Hàn thì thào, sau đó nhanh chân rời cốc, tiên thiên đạo thủy của hắn đã không còn nhiều bao nhiêu, nếu còn chưa đi, hắn sẽ bị thiêu chết tại nơi này. Thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, Lăng Hàn chạy nhanh ra khỏi hẻm núi, uy lực hỏa diễm giảm nhiều, tiêu hao của thủy thuẫn cũng giảm xuống. Tiểu tử, người thật sự cho rằng có thể chạy thoát lòng bàn tay của lão phu sao. Một giọng nói vang lên, lão giả xuất hiện, Long viêm tôn giả, Lăng Hàn có át chủ bài nên hắn không sợ, hắn lui vào sâu trong hẻm núi, nơi này là cực viêm thổ, có thể suy yếu thực lực của đối phương rất lớn, nếu không đối thủ vừa ra tay chính mình đã chết, cũng không có cơ hội vận dụng thiên đạo hỏa. Con rùa già, thần kinh của ngươi có vấn đề sao, ta chọc giận ngươi hay sao? chương 4118, Hỏa Thiêu Tôn Giả Lăng Hàn nói lời oán giận, Long Viêm Tôn Giả cũng hiểu, tiểu tử này quá to gan lớn mật, lại dám gọi hắn là con rùa già. Nhưng hắn là tôn giả, người mạnh nhất dưới thánh nhân. Muốn chết, hắn quát lớn lập tức đưa tay bắt lấy lăng hàn nếu như lăng hàn cung kính với hắn người có thể chống cự uy áp của hắn như lăng hàn nói không chừng hắn sẽ quan sát lăng hàn một chút nếu thiên phú tốt hắn không ngại thu làm đệ tử lăng hàn lên tiếng mắng hắn hắn sẽ không còn suy nghĩ này nữa quản ngươi là thiên tài hay không thiên tài trước mặt tôn giả người chỉ là bụi bặm là cạn bã oanh bàn tay bay tới giống như sao băng diệt thế thực lực của tôn giả rất khủng bố lăng hàn chỉ cười lạnh Tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp xuất hiện, không gian bảo tháp mở ra, hỏa diễm ngập trời sôi trào. Có thể nói Hỗn Độn Cực Lôi Tháp là pháp khí nhất tinh, nó chỉ cực kỳ kiên cố, cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng làm hỏng, nhưng bây giờ tràn ngập thiên đạo hỏa, uy lực của nó sẽ khác biệt. Cho dù thiên đạo hỏa suy yếu không thể đốt chết thánh nhân, nhưng Long Viêm Tôn giả cũng không phải thánh nhân. Oanh, hỏa diễm sôi trào, thiêu sạch tất cả. Cái gì? Long Viêm Tôn giả hét lên đầy kinh ngạc, hắn vội vàng rút lui. Hắn không dám chạm vào hỏa diễm như thế, hỏa diễm quá mức cường đại, hắn không thể không lui. Hỏa diễm cuồn cuộn đuổi tới sát mông hắn, càng đuổi càng gần. Nhưng Long Viêm Tôn giả chạy ra ngoài cốc, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mặc dù hỏa diễm đuổi rất gần nhưng tốc độ lại càng lúc càng chậm. Vẫn bị đuổi kịp, Long Viêm Tôn giả kêu thảm thiết, cái mông của hắn bị đốt cháy. Hắn quyết định thật nhanh, hóa tay thành đao và chảm một cái, máu tươi bắn ra ngoài, nửa cái mông của hắn bị chém xuống cũng ngăn cản hỏa diễm bao phủ toàn thân. Cho dù như thế, vẫn có hỏa độc tiến vào cơ thể, hắn cũng gặp phiền toái thật lớn. Long Viêm Tôn giả quay đầu, hắn nhìn Lăng Hàn một chút, hắn càng chạy càng nhanh, xèo, chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đã trọng thương, hiện tại hắn cần giải quyết hỏa độc, nếu không, cho dù hắn làm tráng sĩ chặt tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thật nhục nhã, hắn ăn thiệt thòi lớn trong tay một tên trúc cơ cảnh. Đó là Thánh khí chỉ còn thánh khí mới có thể chứa đựng thiên đạo hỏa khủng bố, cũng có thể thiêu chết tôn giả. Hắn đỏ mắt, kẻ này tuyệt đối không phải truyền nhân thánh địa nào trong huyền nguyệt tinh, bởi vì hắn đều gặp thánh khí trên tinh thể này, không có cái nào hình tháp. Sau khi hắn chữa khỏi vết thương, hắn sẽ tìm giết Lăng Hàn, đoạt thánh khí. Chỉ sợ Lăng Hàn là kẻ duy nhất từ trước tới nay dùng tu vi chúc cơ cảnh đả thương tôn giả, cũng bị tôn giả ghi hận và đuổi giết. Đây là chuyện không thể nào, bởi vì có mẫu kim và thiên đạo hỏa tồn tại, chuyện không thể xảy ra cũng biến thành sự thật thiên địa thật sự kỳ diệu đáng tiếc lãng phí thiên đạo hỏa một tầng tháp lang hàn nghĩ nghĩ hắn vẫn còn một chút tiên thiên đạo thủy hắn đi một chuyến vào đáy cốc hắn quả quyết trở về cũng lấp đầy hỗn độn cực lôi tháp sau đó mới ra khỏi hẻm núi hỏa diễm đi chuyến này tiên thiên đạo thủy chỉ còn năm giọt không đủ cho hắn vào cốc lần nữa mẫu kim có thể chống đỡ thiên đạo hỏa nếu dùng nó che chở ta có thể tiến vào đáy cốc không lang hàn hiếu kỳ hắn không dám thử vào trong cốc vạn nhất không được hắn sẽ bị đốt thành cho bụi hắn vận dụng bảo tháp hắn điều động hỗn độn khí bao phủ và tiến vào trong sơn cốc hơi nóng ập tới và bị hỗn độn khí ngăn cản ra ngoài hoàn toàn không thể xâm nhập thật tốt lang hàn vui mừng như vậy cho dù không có tiên thiên đạo thủy hắn cũng có thể tới không ngừng bổ sung thiên đạo hỏa nhưng hắn nhanh chóng phát hiện đây chỉ là suy nghĩ hão huyền hắn xâm nhập thêm một chút lại cảm thấy nóng lại đi lên thêm một lúc hỏa diễm đã tổn thương hắn. Ai, cho dù có hỗn độn cực lôi tháp tương trợ, hắn cũng không có khả năng đến đáy cốc. Lang Hàn đành phải lui ra ngoài, sau khi hắn lui ra ngoài cốc, hắn chẳng những điên cuồng uống nước, hơn nữa còn ngâm chính mình vào trong nước, cũng hấp thu lực lượng thiên địa, cho dù hiện tại chỉ có thể rút ra một tia. Thân thể khô héo của hắn nở nang ra, qua nửa giờ sau, hắn khôi phục như cũ. Hô, hắn thở hắt ra, trong hơi thở còn mang theo hỏa diễm. Cho dù có tiên thiên đạo thủy bảo vệ, xâm nhập đáy cốc lâu như thế, trong cơ thể của hắn cũng tích lũy một tia hỏa độc, cũng may, hiện tại đã rời khỏi hẻm núi hỏa diễm, lại ăn một giọt tiên thiên đạo thủy và tiêu trừ hỏa độc sạch sẽ. Luyện thành đế binh, lại đốt con rùa già chạy đi, tâm tình lăng hàn rất tốt, rốt cục hắn đã có đòn sát thủ chân chính ngay cả tôn giả cũng phải bỏ chạy thật xa. Lăng hàn, tại sao bây giờ ngươi mới trở về, nữ nhớ muốn chết? Lúc lăng hàn tìm đám người nữ hoàng, hổ nữ là người đầu tiên nhảy tới, nàng như con bạch tuộc quấn quanh người lăng hàn, Lăng Hàn cười ha ha, không phải đã nói trước rồi sao, ta đi gần hai tháng. Nếu không quản, nếu chỉ nhớ ngươi, hổ nếu treo lên người Lăng Hàn không chịu xuống. Phụ thân, ta muốn ôm một cái, cầu ôm ấp, bảy tiểu hoa nhi cũng đi tới, đương nhiên là muốn tham gia náo nhiệt. Được rồi, chúng ta nên rời đi, Lăng Hàn cười nói, nên rời đi thật nhanh, ai biết lão già chết tiệt kia có phái người tới đuổi giết hắn hay không. Lăng Hàn hiện tại có đòn sát thủ đối phó tôn giả, nhưng chỉ cần là chú đỉnh cảnh cũng có thể đánh hắn không còn manh giáp, hắn có thể vận dụng thiên đạo hỏa mấy lần. Cho nên, hắn nên rời đi thật nhanh, có phải ngươi rước thêm phiền phức hay không? Nữ hoàng hỏi, nàng rất hiểu Lăng Hàn. Lăng Hàn gượng cười và nói, dường như chọc một tôn giả, còn thiêu hắn mất nửa cái mông. Nghe nói như thế, mọi người đều im lặng, cho dù là đường Vân Nhi cũng trợn mắt. Nàng gây rắc rối cũng đủ nhiều, thế nhưng so sánh với Lăng Hàn lại là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không cùng cấp độ phải biết gia gia và ngoại công của hắn cũng là tôn giả mà thôi soái ca người đang khoác lác nàng không tin chỉ là chúc cơ làm sao có thể tổn thương tôn giả tranh lệch giữa hai bên quá lớn ha ha người thích tin hay không thì tùy lang hàn vỗ vỗ vai tiểu la lị bọn họ nhanh chóng rời đi sau khi lãnh địa về tới kim nguyên thánh địa lúc này hắn mới thở ra nên tham gia kim nguyên quả hội lãnh địa kim nguyên thánh địa và kim nguyên thánh địa là hai khái niệm khác nhau từ diện tích Kim Nguyên Thánh Địa chỉ lớn bằng một phần vạn lãnh địa của nó, đám người lang hàn đi hai ngày là tới Kim Nguyên Thánh Địa. Thật sự là khí thế đường đường, không gì sánh kịp. Một ngọn núi đâm thẳng vào mây, cao không biết bao nhiêu, trong núi có sương mù màu vàng lượn lờ, có thần quang vạn trượng chiếu sáng, thỉnh thoảng còn có thể thấy tiên hạc bay qua, cảnh tượng không khác gì tiên cảnh. Đây là ấn tượng trực quan nhất, nếu cảm ứng một chút sẽ phát hiện lực lượng thiên địa nơi này cực kỳ nồng đậm, tu luyện ở nơi đây sẽ không yếu hơn lúc mặt trời mới mọc. Nếu tu luyện ở đây vào lúc sáng sớm sẽ có quang cảnh như thế nào? Cho nên, nơi này mới có tư cách xưng là thánh địa. Chương 4119, thánh địa. Oanh, trong tay Lăng Hàn xuất hiện một đám lửa rất nhỏ, ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, nó có thể hòa tan tiên kim đẳng cấp thấp. Đây chính là thần thông hắn cảm ngộ từ trong Thiên Đạo Hỏa. Câu thông năng lượng tầng thứ cao, cũng không nhất định cần linh hình, Lăng Hàn chỉ quan sát ký hiệu hỏa diễm, sau khi tìm hiểu kỹ cũng có thể câu thông năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao. So với hỏa diễm hắn câu thông lúc trước, hai bên không thể so sánh với nhau. Ân, linh hình cũng chỉ là một loại phương thức câu thông năng lượng tầng thứ cao, hiện tại hắn hiểu ra ký hiệu hỏa diễm, tương đương với nắm giữ một linh hình tương ứng. Đương nhiên, hắn chỉ phá giải ký hiệu, cho nên ngọn lửa này yếu ớt đến đáng thương, chỉ là một ngọn lửa nhỏ. Chờ sau này thực lực mạnh lại đi hẻm núi hỏa diễm, ta phải nắm giữ tất cả ký hiệu hỏa diễm, đây là hỏa diễm có thể thiêu chết thánh nhân. Lăng Hàn thì thào tự nói. Gần hai tháng qua, tất cả mọi người đều có tiến bộ cực lớn, nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu đều đã bước vào cực cốt cảnh, đáng tiếc là, bọn họ đều đột phá lục biến, không có biện pháp đột phá thất biến. Việc này quan hệ đến vị diện trong cơ thể, cưỡng cầu cũng không được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định bảo đám người chờ ở bên ngoài, bọn họ sẽ không đi vào kim nguyên thánh địa. Đầu tiên, hắn không có khả năng mang theo một đám người đi vào như thế, như vậy mọi người chỉ có thể ở lại bên trong dưỡng nguyên hồ lô, Tiếp theo, cho dù hắn làm như vậy, với nội tình của Kim Nguyên Thánh Địa, chẳng lẽ bọn họ không nhận ra dưỡng nguyên hồ lô sao? Đây chính là bảo vật hóa linh chân quân cũng phải động tâm, hắn nắm giữ được sao? Hắn tới thu chỗ tốt, không phải đồng tử tới tặng bảo. Cho nên, đám người vẫn lưu lại nơi này, dưỡng nguyên hồ lô cũng do nữ hoàng trưởng quản. Ngược lại cảnh giới của bọn họ quá thấp, cho bọn họ tiên quả cũng không có tác dụng gì. Lăng Hàn trừ mang một kiện pháp bảo không gian và hỗn độn cực lôi tháp, ta phải ngụy trang bảo bối này một chút, nếu không, khí tượng quá kinh người, hỗn độn khí sôi trào, thiểm điện dày đặc, có ngớ ngẩn cũng nhận ra nó bất phàm. Hắn lẩm bẩm một câu, chuyện này dễ nói, mẫu kim là thần khí, có thể lớn có thể nhỏ, tất cả chỉ bằng một ý niệm, nó lập tức biến lớn thành ngón cái, hắn xem nó như dây cột tóc. Đây là một phương diện, mặt khác, lăng hàn cũng làm hỗn độn khí biến mất, thiểm điện không còn, nhìn nó không khác gì bảo khí nhất tinh, cho dù uy lực lớn một chút nhưng không ai nghĩ nó là mẫu kim tạo thành. Hiện tại, ta có thể bay được rồi, tâm niệm lăng hàn hơi động, hắn bắt đầu ngự khí mà đi. Hắn nhảy lên hỗn độn cực lôi tháp, tòa bảo tháp này chìm nổi và không rơi sống. Đi, lăng hàn phát ra hiệu lệnh, bảo tháp lập tức tiến lên phía trước nhưng tốc độ quá nhanh, xèo, lăng hàn rơi từ trên cao xuống. Bảo tháp chậm rãi bay trở về, nó lơ lửng trên đỉnh đầu lăng hàn. Ngươi không thể bay chậm một chút, lăng hàn nuốt nước bọt, hắn biết đây là việc không thể, dùng thực lực trúc cơ cảnh không thể làm bảo khí phi hành quá chậm, nếu không, không thể vượt qua trọng lực. Hắn lại nhảy lên bảo tháp, lần này sử dụng bí lực ép mình xuống, vững vàng dán chặt vào bảo tháp. Lại đi, Lăng Hàn nói một tiếng, hỗn độn cực lôi tháp lại bay lên, tốc độ cực nhanh. Hắn dính vào thân tháp, cũng không rơi xuống nữa. Nhanh hơn chút nữa, Lăng Hàn rót càng nhiều bí lực vào, tốc độ hỗn độn cực lôi tháp tăng lên rất nhanh. Gấp 10 vận tốc âm thanh, 15 lần, gấp 20 lần, nhưng cực hạn là gấp 20 lần, cũng bằng tốc độ lăng hàn toàn lực chạy đi, nhưng thắng ở phi hành, sẽ không gặp chướng ngại. Trong chúc cơ cảnh, ngựa khí phi hành là chuyện có độ khó cực cao, lăng hàn có thể làm dễ dàng như nước chảy thành sông, cũng không phát hiện chỗ khó khăn nào. Hắn lái bảo khí bay nhanh tới thánh địa, toàn bộ thánh địa đều bị trận pháp bảo hộ, với năng lực trận đạo của lăng hàn hiện tại, hắn không thể phá giải, hơn nữa hắn không cần thiết phá giải, hắn có thể đi đường hoàng vào bên trong. Người nào, đi vào thánh địa còn dám ngự khí phi hành. Lập tức có người quát hắn, lang hàn hạ xuống, hắn vừa học được phi hành, cho nên hắn rất chật vật, ầm, hắn đụng vào một tảng đá. Phốc, một tiếng nữ tử cười lớn vang lên, sau đó nói. Giả sư huynh, có lẽ hắn vừa học ngự khí phi hành, người cũng không cần làm khó hắn. Lang hàn đáp xuống, hắn thu hỗn độn cực lôi thác, sau đó quay đầu nhìn sang. Tại Sơn Môn có hai người trẻ tuổi đang đứng, đó là một nam một nữ, đều là trúc cơ cảnh, hơn nữa nam tử đã xây dựng thiên đạo cơ, cấp độ sinh mệnh cao hơn Lăng Hàn một đoạn, nữ chỉ là trúc nhân cơ, cấp độ sinh mệnh tương tự Lăng Hàn. Ta tới tham gia Kim Nguyên Quả hội." Lăng Hàn mỉm cười, "Ngươi?" Nam tử giả sư huynh cười to, nói, "Ngươi xứng sao?" Lăng Hàn không quan tâm, thản nhiên nói, "Ta xứng hay không cũng không phải do ngươi quyết định." Giả sư huynh tức giận, tiểu tử này lại dám oán hận chính mình. Hắn hừ một tiếng, "Tiểu tử, ngươi cho rằng đây là địa phương nào?" Hắn ngang nhiên xuất thủ, đánh một trưởng về phía lăng hàn, lực lượng hùng hồn quét qua, còn có vô số ký hiệu sôi trào. Giả sư huynh, nữ tử vội vàng cản lại, dùng thân ngăn cản, giả sư huynh vội vàng thu tay lại, phàn nàn nói. Sư muội, ngươi làm cái gì? Nữ tử kia cười nói với lăng hàn, vị này, ngươi có thể thông qua 9 tầng 3 bảo tháp. Lăng hàn gật đầu, đúng, vậy ngươi tới, ta kiểm nghiệm một cái. Nữ tử kia lại nói, lăng hàn đi theo nàng, hắn không nhìn giả sư huynh thêm lần nào, giả sư huynh thức giận hai mắt phun lửa. Nữ tử kia chỉ vào một khối ngọc thạch trắng phía trước. Đến, đặt tay lên đây, Lang Hàn đưa tay ấn vào một khối ngọc thạch, hắn đã đánh thắng 9 tầng tháp nhưng nhưng không nhìn thấy lạc ấn hiện ra, lúc này nó đang tỏa sáng. Giả sư huynh, người ta đã thông qua 9 tầng tháp, có tư cách bái vào thánh địa. Nữ tử kia quay đầu nói với giả sư huynh, hừ, thì tính sao, giả sư huynh cũng không thèm để ý. Rất nhiều người thông qua 9 tầng tháp, nhưng rất nhiều người tiến vào thánh địa một hai năm liền bị đuổi ra ngoài, 10 người chỉ có thể lưu lại một người, cho nên, hắn hoàn toàn không xem lăng hàn là chuyện to tát. Sư huynh, nữ tử kia dậm chân một cái, sau đó cười nói với lăng hàn. Ta tên là Lưu Lâm, người gọi ta là Lưu Sư Tỷ, người tên gì? Lăng hàn, lăng sư đệ, đi theo ta. Lưu Lâm vẫy vẫy tay, mang theo lăng hàn tiến vào sơn môn. Lăng hàn gật đầu, hắn mỉm cười với giả sư huynh, sau đó nghênh ngang rời đi tiểu tử ghê tởm, giả sư huynh siết chặt nắm đấm, hắn vô cùng bất mãn. Lấy thân phận của hắn không cần phải trông coi sơn môn, nhưng hắn vì truy cầu lưu lâm, lúc này mới chủ động tới đây, còn chưa nói được với mỹ nhân vài câu liền bị lang hàn xuất hiện cắt ngang. Kỳ thật nguyên nhân làm hắn tức giận chân chính lại không phải như thế, lưu lâm mang theo lang hàn tiến vào sơn môn, lưu hắn lại một mình trông coi sơn môn. Thật sự cho rằng hắn là kẻ giữ cửa.